Xin chào các bạn và chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của Nam Inco. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với chuyên đề duel cơ bản. Duel như các bạn đã biết là một trong những template thịnh hành nhất bây giờ và nó là một template one hero. Chính vì nó là template one hero cho nên đối với một tướng ở trong cái duel nó đòi hỏi cái bộ skin phải rất là tốt thì mới có thể đảm bảo cho tướng đó có một cái hậu có kết có hậu. Và chính vì như vậy một số tướng có những cái skin mà nó không được đẹp, nó trở thành một con tướng yếu. Nhưng có một loại thành mà đa số các tướng đều có skin yếu, đó thành Titan. Và chúng ta hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu vì sao Titan càng ngày càng khó chơi, và trên mặt bằng chung mà nói thì nó đã yếu đi so với cái bản trước. Thực ra bản chất nó không phải là yếu đi, nó cũng như thành rồng vàng, là những thành mà đòi hỏi kỹ năng chơi càng ngày càng hoàn thiện. Và với đại đa số người chơi kỹ năng không thể hoàn thiện, bạn không thể làm hoàn hảo mọi nước đi thì chắc chắn cái thành đấy nó sẽ yếu đi rất nhiều. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái lý do mà khiến cho thành Titan trở nên khó chơi và tự nhiên cảm giác như sức mạnh của nó yếu đi rất nhiều. Trước tiên thì nói về thành Titan, chúng ta nhận định từ đầu là cái tướng thành này đa số là có một skin rất là yếu, khiến cho cái việc mà thành Titan không có khả năng mà có bộ skin đẹp khi đánh về cuối game hay gọi là đánh late game. Thì như các bạn nhìn thấy ở đây, thành Titan tướng chiến là con tướng mà thường được ưa dùng, thì thành ở thành Titan lại đa số bị dính vào một skin, à một trong hai skin, đó là Mythic Sim hoặc Scholar. Đây chúng ta nhìn thấy là con này có Scholar, con này có Mystic Sim, con này có Scholar và con này cũng có Scholar. À, những con tướng chiến thành này và những con tướng phép thì ổn định hơn, là bởi vì là có Wisdom thì và như con Sumire, con Sokri thì nói chung là vẫn dễ dùng hơn một chút, và còn như con Baromid có Intelligence cũng là một tướng có thể dùng được. Nhưng về cơ bản tướng phép thì đánh về late nó vẫn đuối hơn tướng chiến về chỉ số kiếm giáp, đấy là sự thật, và khiến cho cái việc combat bạn phải dùng sử dụng nhiều phép để casting hơn. Đấy thì hôm nay chúng ta sẽ nói về các con tướng ở thành này trước nhé. Liquid Ram là một con tướng mà ở thành này nó trở nên khá là mạnh. Cái lý do duy nhất khiến nó trở nên mạnh đó là vì nó có sẵn scouting, và cái lý do phụ là cái việc mà nó có kỹ năng luyện quân Gargoyle quân level 2. Với thành Titan và cũng như nhiều thành khác thì cái tướng luyện quân level 1 level 2 là rất là hữu ích ở trong cái giai đoạn đầu game. Như các cụ nói là đầu xuôi thì đi lọt, những quân mà ở đầu game chúng ta đánh càng khỏe thì về sau sẽ dẫn đến cái chúng ta có nhanh hơn về timing so với một số tướng mà mang tính chất một cách tiêu cực hơn, nó như Lela là tướng luyện giáp, thì Lela như cũng như Bela làm tướng mà các bạn phải khéo đánh để mà câu kéo được đến late. Cái vấn đề là làm thế nào để câu được đến late nếu như quân bạn yếu hơn. Đấy, thế cho nên là con Picket Ram là một trọng tướng đánh khá nhanh ở giai đoạn đầu và nó mang lại một cái tiền tố thuận lợi cho thành Titan. Nhưng vấn đề là con Picket Ram nó bị dính cái Mystic Sim, nó bị mất một cái skin trong cái bộ skin mà để chiến đấu cuối trận. Cái Mystic Sim ở giai đoạn đầu game nó rất là ổn định. Trong trường hợp mà tướng bạn cần thiết phải đưa ra một lựa chọn là có nên ngủ ngoài khi hết mana hay không thì đối với con Picket Ram nó không phải là vấn đề, nếu bạn có một object gì đó rất giá trị mà cần phải ăn ngay trong turn đấy, bởi vì nó bạn không có lực để quay lại hay là không thể quay lại, mà không thể cũng không thể mất thêm một ngày để quay lại đấy nữa, thì chúng ta sẽ ăn được, thì hôm sau chúng ta có Mystic Sim có thể hồi mana để hồi thành luôn. Đấy là lợi thế của cái Mystic Sim. Tất nhiên nó chỉ có tác dụng trong cái khoảng độ 1 đến một tuần, khoảng 10 ngày đầu tới khoảng đến tuần rưỡi. Khi mà đến thời điểm mà 125 trở đi là mana chúng ta đã khá thoải mái, và đất gió chúng ta nếu có chúng ta đầy đủ thì cái việc mà Mystic Sim nó không còn nhiều giá trị nữa. Tất nhiên là nó vẫn thỉnh thoảng vẫn được dùng, thế nhưng mà cái việc mà Mystic Sim thì cái giá trị về cuối nó không có nhiều, thế nên là tướng này nó sẽ không có tempo đánh lết, tức là không có cái thời điểm đánh lết nào mà thích hợp để cho tướng này nó phát huy được toàn diện khả năng. Thì Picoram là một tướng mà cũng hay được dùng. Ở cái bản Duo S này thì sinh ra một con tướng con Thane. Con Thane là một con tướng luyện thần đèn. Đó. Thế cho nên ở bản Duo S này vô tình mà một con tướng mà trong bản trước nó khá là phế thì bản này lại có hữu ích. Tất nhiên nó không phải tướng mạnh nhưng mà vẫn là một tướng hữu ích về kỹ năng luyện thần đèn, đó là ở bản này có thể được dùng rất là nhiều. Tuy nhiên thì cái vấn đề là con Thane cũng có nhược điểm cực kỳ lớn, tại gì? Khi nó có Advanced Scholar, nó cũng giống như các tướng có Advanced skin khác. Skin tiếp theo của nó có thể lựa chọn Expert Scholar và một skin khác. Thì nếu như skin đó là skin đẹp thì ok, nhưng nếu là một skin xấu, bạn buộc phải lấy Expert Scholar để giữ skin đẹp. Và trong cái skin tiếp theo, nếu như bạn không mua đất gió thì nó có xác suất lên skin xấu. Nếu cả hai skin đều là skin xấu thì chúng ta buộc phải lấy một skin mà chúng ta nghĩ rằng thôi còn dùng được, còn tạm dùng được.
Và trong trường hợp đó thì con Thên sẽ là một con mà có tỷ lệ lên bộ skin xấu rất là cao. Thế cho nên là tuy rằng nội thần đèn nó không phải làm tướng mạnh mà chỉ có hữu ích thôi. Nếu như đánh random vào con này thì tạm chấp nhận được, chứ nếu là chọn thì chắc là mình cũng không bao giờ mình chọn này. Josephine là một con tướng có sức gri và kỹ năng đặc biệt luyện golem, với một con tướng chiến thuộc hệ chiến. Tất cả các thành này thì không phân biệt tướng chiến tướng phép đâu. Might and Magic thì con này xếp vào Might, xếp Might vì kỹ năng của nó tăng lúc đầu thuần về kiếm giáp hơn, nhưng cái vấn đề là bạn nhìn cái chỉ số của con những cái con Unchained Mid của thành này mang tiếng là tướng chiến nhưng mẹ một kiếm một giáp hai pao hai cái nâu lích đó, nên là tướng này được gọi là tướng PD, nó chỉ số nó không ra đâu vào với đâu cả. Về sau level tăng nó cũng thấp, nó chỉ là nhà luyện kim thôi, chứ nó không phải là thực sự là nó hệ mai, nó là một dạng mà mai nhưng mà lai lai một tí sang magic. Thế cho nên là cái bộ skin của first skin của con này rất là kém, và bộ secondary skin nó cũng kém theo khi mà nó có dính theo mythic sim và subcree. Subcree thì về cơ bản ở một cái timing nào nó vẫn còn mạnh, khi các bạn vẫn còn dùng trên, vẫn còn dùng Metasor, nhưng mà khi mà cái thời điểm thành Titan mà bị kéo lết thì cái skin Subcree vô tình nó không còn giá trị nhiều nữa, thì chúng ta coi như con này bị mất hẳn hai skin luôn. Thế cho nên là con này là một con tướng mà mình thấy ít được dùng, mặc dù nó có hết. Cái vấn đề ở luyện con Golem thì con Golem chẳng mấy khi chúng ta mang đi, vì việc mang theo Golem top 3 thì nó thật các bạn, chứ nó làm cho tướng đi rất là chậm. Tướng đi là chậm mà chúng ta thấy rằng là nhiều khi chúng ta không đủ nước đi để ăn những cái object quan trọng chỉ vì chúng ta cầm quân quá thấp. Trên con tướng này mặc dù là có hết, một trong những tướng số ít những tướng có hết ở trong bản này, nhưng nó không được ưa chuộng, và nói chung là người ta sẽ thờ ơ với nó nhiều hơn. Nila ở bản trong bản này thì lại là một trong tướng rất là mạnh. Những tướng giáp ở trong bản này Nila và Mifla cực kỳ mạnh, nhưng cái nhược điểm của dòng tướng này là nó sẽ mạnh về cuối game. Thế cho nên là với những tướng này chúng ta buộc phải có kỹ năng sinh tồn rất là tốt để chống lại cái áp lực, mà nếu trong trường hợp đối phương gây áp lực lớn cho bản thân và chúng ta không thể build được, không thể rời được một cái vị trí nào đó mà chúng ta cần phải đi đến để ăn được cái object quan trọng, thì cái việc mà sử dụng con Nela cũng như con Mephila đòi hỏi chúng ta kỹ năng cực kỳ tốt. Đấy, thế cho nên con Nela này làm con phải nói là mạnh nhưng mà khó chơi ngang với Mephila. Và nhưng nếu như các bạn chơi được con tướng này thì nó là một tướng rất là khỏe và lết, về cái giáp nó quá trâu, đánh nó khi bạn tưởng tượng là 100 con Hydra đánh được có hai bên ba con Titan thì bạn sẽ thấy nó thốn như nào, sẽ thấy nó thốn như nào. Nhưng con Nela thì vĩnh viễn không thể mạnh được con Mephala và con Taza, với cái vấn đề là vì nó vướng một skin basic Scola, nó bị mắc cái bệnh giống như tất cả tướng chiến của thành Titan khác là bị mất một skin. Thế cho nên là về cuối khi người ta có đủ 8 cái bộ skin, và trong đó có khoảng 3 đến 4 bộ skin là hữu ích cho di chuyển, và thường là sẽ có 4 skin để hỗ trợ cho combat, thì con tướng này nó chỉ còn 7 skin thôi. Nếu không tính những skin di chuyển gồm đất, gió, scouting và logistics thì nó chỉ còn lại hai skin nữa, hai skin nữa để có thể lên đó. Với con này có sẵn armor rồi thì trên là các tướng thành này thường là sẽ bị thọt skin, thường là rất dễ bị thọt skin, và việc mà phải lựa chọn những skin nào để phù hợp với chiến thuật các bạn dùng trong cái trận combat ở trong cái map mà các bạn đang chơi thì phải nói rất là cân nhắc. Fafnir thì tuy rằng là không được đánh giá cao bằng con Nela, nhưng là con tướng mà ở trong duel về cơ bản nó mạnh hơn con Nela một chút. Cái vấn đề của Fafnir mạnh hơn không phải về chiến đấu, mà cái vấn đề Fafnir mạnh hơn là bởi vì Fafnir có khả năng build tốt nhất trong các quân của thành Titan. Nếu mà xác định build thì con Fafnir là con có khả năng build tốt nhất. Bởi vì các bạn nhìn thấy đây, con Fafnir nó có một kỹ năng đó là Haste. Haste là một kỹ năng mà phải gọi cực kỳ cần thiết để các bạn build con Titan, nếu như các bạn sẽ build. Con Josephine nó cũng hết, nhưng mà vấn đề là nó là kỹ năng luyện con Golem, và cầm con Golem thì nó mới giá trị và nó mất một con Gargoyle từ đầu, cho nên là thành ra con này nếu mà muốn đánh thì nó yếu hơn con Farmer, và nếu trong trường hợp mà chọn thì chúng ta sẽ chọn Farmer. Về lý thuyết thì Farmer cũng phải tướng có bộ của kỹ năng đánh về late, bởi vì Basic Scola thì không dùng được, và Intercellency thì về cuối chúng ta cũng không dùng để cast phép nữa. Tuy nhiên thì Basic Intercellency nó chỉ bị phế một nửa trong việc mà giảm cái khả năng gây sát thương từ đam, nhưng nó vẫn còn cả một cái ứng dụng nữa, một cái mà lợi thế nữa là khiến cho cái việc mà sử dụng phép của đối phương nó bị yếu đi. Cái ý mình nói đây đây là việc gọi thần gió, gọi thần lửa ở trong combat cuối. Trong combat cuối nếu kéo về late thì cái việc hai bên đánh cân kèo với nhau, và dẫn đến cái việc mà cuối cùng mà thi nhau gọi thần ra xem thằng nào gọi nhiều hơn thằng ấy thắng. Thì cái basic intervention lúc ấy lại rất là cũng rất là giá trị.
skin này không phải skin quá mạnh nhưng mà vẫn dùng được trong combat cuối, nói chung là skin chấp nhận được chứ không phải đến nỗi là phế hoàn toàn như là cái Sokari. Vì Sokari chỉ tăng đam trực tiếp cho những phép cây đam thôi chứ không tăng đam cho việc gọi thần, thế cho nên cái việc mà giảm cái khả năng gọi thần của đối phương ra cũng rất là quan trọng. Tuy rằng nó không phải là mạnh nhất nhưng mà vẫn chấp nhận được. Chính vì thế con Farmer là một trong những tướng mạnh của thành này. Và nếu như xác định hướng về build thì nó là con tướng build mạnh nhất, bởi vì nó có hết. Cái vấn đề vì sao có hết lại giúp cho anh Titan build tốt thì mình sẽ nói khi vào 3 mê, thì con Farmer mình sẽ nói sau. Bây giờ đến những con tướng phép, những tướng phép của thành này nó cũng sẽ dính một cái skin nào đấy mà khiến cho tướng nó bị kiểu như là nó bị mất một cái bộ skin đó. Như ví dụ con Risa có kiếm thì thôi còn tạm dùng được. Những cái thành Titan thì con Titan thì cần gì kiếm, Titan cần hơn Archery. Nếu mà mid có mid khỏe và những quân cận chiến khỏe như gấu thiên thần thì kiếm thì còn giá trị. Chứ còn thực sự mà nói các bạn thì có kiếm thì không an toàn mà có giáp. Nếu mà các bạn đánh về late thì giáp nó vẫn có cái điểm nó ưu tú hơn là kiếm. Đấy, kiếm thì chỉ có một loại quân được dùng là quân cận chiến, còn giáp thì kể cả quân cận chiến hay quân Ranger đều dùng được. Thế cho nên là cái giáp về một mức độ nào đó thì nó là một skin mà có lẽ sẽ là tốt hơn khi bạn lấy kiếm giáp thay cho kiếm. Astral là một trong tướng mà cái bộ skin lúc đầu nó không có skin lag, tức là nó sẽ có cơ hội để các bạn sở hữu được, là con tướng duy nhất mà các bạn có thể sở hữu được cái bộ skin đẹp ở trong trận combat. Con này với con Syra Diplomacy thì vẫn có thể chấp nhận được, nó không phải skin mà yếu mà nó skin rất là mạnh. Nhưng mà cái việc mà lúc nào đi upload được thì cái skin này nó nhiều khi nó không phát huy được hoàn toàn kỹ năng của nó. Thế cho nên là cái skin này cũng là một skin mà nó mang tệ tính chính thức hên xui nhiều hơn là đảm bảo. Cho nên còn Astral thì nó có bộ skin mà nó sẽ thạch lọc lõi hơn. Và những cái vấn đề của nó cũng giống như các tướng có S1 skin lúc đầu là nó sẽ có một xác suất khi lên level 3. Tức là hiện tại đang level 1 lên level 2 thì nó sẽ là Expert Wisdom level 3 có khả năng ra xác suất skin xấu. Nhưng cái xác suất đó lại rất là thấp so với con Astral này, bởi vì thành Titan là một thành có lợi thế cực kỳ lớn khi là một trong những thành có tỷ lệ lên gió cao nhất ở trong cái Heroes 3 Hot A này. Thế nhưng là con này ở một lý thuyết nó sẽ lên gió ở cái skin thứ 3 cho các bạn. Và khá là an toàn, nó không có, nó tất nhiên là vẫn có một xác suất nào đó nó lên skin xấu, nhưng mà cái xác suất đấy rất là thấp với con Astral này vẫn còn chấp nhận được. Chấp nhận được nếu các bạn muốn đánh về sau này. Tuy nhiên thì đánh về sau thì cái thành này nó chỉ số nó lại khá là bế đê, nên là cái việc mà yếu kiếm giáp là cái việc mà thường là nó phải nhận khi mà đánh trận thua cuối. Và khi chính là kiếm giáp có khi là chính là cái điều mà nó khiến nó dẫn nó đến thất bại. Halong là một tướng mà có Wisdom nhưng lại có kỹ năng đặc biệt là luyện Mystic Sim. Với con tướng phép thì cái Mystic Sim thực sự phải nói là nó không cần thiết lắm, bởi vì về sau cái việc Knowledge có khá nhiều ở trong này thì thời gian đầu Knowledge chủ yếu để bay đo đấy là quan trọng, thì cái việc Mystic Sim với một tướng phép thì nó thực sự nó không phải quá mạnh so với tướng chiến. Tướng phép thì nó có rất nhiều mana, thế cho nên cái việc mà dùng đến Mystic Sim nó cái thời lượng mà dùng đến Mystic Sim nó ít hơn, thành ra kỹ năng này gần như không được dùng mấy. Còn Halong này vô tình trở thành con tướng yếu. Teramith thì còn dùng được với kỹ năng Intelligence. Một số tướng phép có khả năng sử dụng cái lượng mana dồi dào để pick sớm bằng cách dùng Fog Field. Và Zamith thì gọi thần. Ví dụ như có phép gọi thần thì chúng ta sẽ có thể gọi thần với lượng mana dồi dào, chúng ta chán thêm một ít power thì con này cũng làm con có khả năng chơi được. Tuy nhiên thì nó không phải là tướng mạnh. Theros thì chúng ta chả phải nói đến rồi. Con này thì thực sự mà nói thì bộ skin là một skin đáng lo ngại với skin Ballistic. Thực sự trong combat cuối thì Ballistic nó chỉ có một cái giá trị rất nho nhỏ. Đấy có thể dùng được trong trường hợp chúng ta không muốn phá thành, muốn nhốt quân của đối phương thì chúng ta không cần phải phá Ballistic. Đấy trong trường hợp đối phương có nước, ví dụ thành gấu và thành rồng đen. Ví dụ trong thành trường hợp thành rồng đen đánh mid là mid gấu thì chúng ta sang xe zone xong nó quay lại. Với trường hợp nhốt con gấu trong thành thì con Lurey không có nước thì cái đấy là một trường hợp mà hạn hữu thôi. Còn bình thường ra con như con gấu hay gặp cái con mấy con như là chạy bộ như là con Hatspeed thì cũng trường hợp hạn hữu thôi. Cái skin này không có ích nhiều, bởi vì đến một thời điểm nào đó thì người ta vẫn chui ra, nhưng đấy khi mà chúng ta búp đủ phép rồi thì chúng ta sẽ có cái lợi duy nhất từ con tướng này là Specialty Magi. Với trường hợp mà thành Titan có dao động từ 1 đến 4 bóc Magi, tức là có trường hợp bạn nhặt được 4 bóc Magi thì khả năng bạn có đến 70 con Magi, để 70 đến 80 con Magi để chúng ta break là trường hợp có thể xảy ra. Thế nhưng là cái việc mà với Specialty con này luyện Magi thì cũng có thể là trong một bài nào đó nó sẽ có một cái option rất là mạnh để mà break và cạnh tranh mid. Tuy nhiên thì cái việc bóc Magi là bóc cấp cao, bóc mon 4 thôi, cho nên là cái xác suất ra nó không đảm bảo như những bóc mon thấp, thì cho nên cái việc mà con này có bài mạnh thì cũng rất là thấp.
Trên thế chắc chắn không phải là một tướng mà chúng ta đánh giá là tướng mạnh được, nhưng mà nếu ra tướng hợp này chúng ta nếu random ra tướng thì chúng ta vẫn có thể sử dụng tướng này và chúng ta không bị hoàn toàn bị phế quá, vẫn dùng được. Và những con tướng này thì vì chính vì là có ballistic nên chúng ta phải quyết định là đánh sớm, nên là vì chúng ta sẽ không trông cậy được nhiều vào ballistic ở cái map này. Sonia một trong những con tướng mạnh nhất của thành này, với cái việc mà có sẵn chuyên lighting thì cái vấn đề con này quan tâm khi lên ba mê nó chỉ là có power hay không. Trong khi mà đối phương cũng đang nhẩn như ở ba mê thì có thể khi Simton hết rồi. Đấy là vấn đề con Sun Mia. Sun Mia thì có chuyên lighting và có sub carry, thế nên cái vấn đề nó quan tâm đúng cái nó chỉ cần cái power đủ power nó brick thôi, nó brick bằng golem cũng được, nó brick bằng gargoyle cũng được. Thế cho nên là con này là con tướng rất là mạnh, nhưng cái vấn đề là ở cái bản meta triple build này thì con Sun Mia đã bị nép đi, không phải vì nó yếu đi mà vì đối phương mạnh hơn rất là nhiều. Cái việc mà trước chúng ta double build thì đến cái tuần đầu tuần 3 131 132 khi Sun Mia có khả năng đẩy sang nhà, chúng ta chỉ có khoảng như bây giờ là khoảng 30 vịt đến khoảng 5 40 chim, thường là sẽ có khoảng 3 vịt đến 4 chim là double build, thì bây giờ chúng ta đã có khả năng có đến 40 vịt, 50 vịt, thậm chí là 6 7 chim thì chúng ta đã có khả năng chống lại được cái chuyên lighting tinh của Sun Mia. Và ngoài ra chưa kể cái việc mà đối phương vì chính vì chip của build chúng ta nếu đẩy sang không nhanh trước 131, đối phương thường những thằng đấy nó sẽ có tham binh đánh nhà rồng vào 131 để brick, và lúc ấy người ta có đồ rồi thì Sun Mia thì nói chung là khó cơ hội để mà chơi lại vào cái meta này, không phải meta để rush. Nên con Sun Mia thì bản thân nó không yếu đi mà vì đối phương mạnh hơn, cho nên con Sun Mia cái cán cân quyền lực giữa các con Sun Mia và những con khác nó bị rút ngắn lại, và không còn cái việc mà Sun Mia khả năng rush được như ngày xưa nữa, và Sun Mia bây giờ cũng phải cặm cụi đi build quân thôi. Chính vì thế mà con Sun Mia kỹ năng đặc biệt và cái trên của nó về cuối chỉ có tác dụng là ở một cái trường hợp mà khi cần phải cắt phép nó sẽ mạnh hơn một chút xíu vì kỹ năng đặc biệt thôi, chứ còn thực sự đến combat cuối thì người ta cắt đủ phép rồi thì số trên cũng chẳng thể làm cái gì nữa. Cho nên Sun Mia để lấy cái được cái lợi thế của nó thì các bạn phải tập trung làm sao đánh nhanh nhất có thể. Sierra là con tướng nó một cái có một thiện hậu cho thành Titan. Thiện hậu ở đây là gì? Tức là có Wisdom và Diplomacy. Trong trường hợp thành Titan mà đụt hơn so với các thành khác thì Titan có thể chấp nhận một cách là sang side zone để mà Diplo, nhưng tất nhiên cái đấy cái trường hợp của đánh về lâu dài, còn đánh về thời điểm đầu thì coi con Syrah này cũng không có gì đặc biệt ở giai đoạn đầu để mà đánh, trừ ngoại trừ mỗi cái hết hết thì thực sự mà nói thì giai đoạn đầu con Syrah chính vì nó có hẳn hai skin này cho nên là khả năng là chậm bộ skin là có, khả năng chậm bộ skin đất gió là có, nó sẽ dẫn đến cái trường hợp mà con này bị đụt trong cái trường hợp di chuyển trên map để có thể ăn được những object quan trọng. Tuy nhiên thì con này tưởng là thế nhưng mà chính vì nó có haste nên nó kéo lại con này. Con này là không phải tướng đánh đầu game nhưng lại là tướng thiện hậu, là vì sao? Nó có cái hậu tốt hơn các tướng khác là vì nó có sẵn Diplo và Wisdom, thì cho nên là trong một bài khó con này nó vẫn sinh tồn được. Tuy nhiên thì Diplo là một skin mà nó mang tính chất hên xui nhiều, thì cho nên là skin này mình đánh giá là có lợi nhưng mà không phải skin quá mạnh, có lợi trong tướng. Tất nhiên trong trường hợp mà nếu nó lấy được mid thì nó rất là khỏe. Với những tướng Diplomacy mà lấy được mid thì rất là khỏe, bởi vì nó sẽ có khả năng vừa lấy mid vừa chiếm safe zone để nó deep. Còn với trường hợp mà nó chỉ đánh safe zone không thì Diplomacy là một skin cực kỳ cần thiết, cực kỳ cần thiết, bởi vì nếu bạn sang safe zone thì việc build ở safe zone nó yếu hơn build mid rất nhiều, yếu cả về số lượng quân và yếu cả về cái chỉ số nữa. Một số safe zone thì có cái lượng quân mỏ khá nhiều thì vẫn thể bù lại được số lượng, nhưng mà về chất lượng kiếm giáp thì không nhiều, thế cho nên là cái Diplomacy giúp cho cái quân đấy nó vượt trội hơn về số lượng quân để bù cho kiếm giáp, thì Syrah vẫn là một con tướng mạnh ở thành này. Thì sau khi điểm qua như vậy chúng ta thấy rằng ở thành này sẽ có những con tướng mà có thể dùng bao gồm Picket Ram, Nilah, Fafnir, Astral, Sun Mia và Syrah. Ngoài ra thì con Diarmid này cũng gọi là tạm tạm, không phải có mạnh nhưng cũng tạm tạm. Thì thành này thì các tướng này nó cũng không phải tướng quá mạnh về lết mà nó sẽ có giai đoạn mạnh ở giai đoạn trung cục, cho nên là đánh thành này nó cần phải xử lý khá là nhanh để giai đoạn trung chúng ta có sức mạnh để chúng ta có thể gây áp đảo cho đối phương, để cho đối phương bị áp lực khiến cho chậm khả năng phát triển lại thì chúng ta mới có cửa thắng về lết đấy. Và trong cái trường hợp như vậy thì đa số những người chơi ở cái danh thấp hơn người ta sẽ chọn một lựa ôm dạng chọn dễ chơi hơn. Cái thành này con Sun Mia là con dễ chơi ở cái thành này đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào để nghiên cứu cái ba mê của cái thành Titan.
Thành Titan thì phải nói là nó là một trong những thành mà có kỹ năng gió lên rất sớm, cho nên là đồng nghĩa việc mà khi gió lên sớm thì nó sẽ chậm lên đất. Đấy, thế cho nên là nó là một trong những thành, ngoại trừ Consumia ra thì tất cả các nước khác đều kỵ một cái vị trí đó, vị trí góc trên bên trái của cái map. Đó. Cái góc trên bên trái của map là một cái vị trí mà chúng ta cần nhất là phải lên được đất, bởi nếu không thì con tướng của chúng ta khá là thọt về sau này việc quay trở lại thành chim lửa, à thành chim lửa lấy mua đất. Thì trong trường hợp mà nếu như thành chim lửa ở đây là vị trí mà mình nói đến, nếu như thành chim lửa có object để chúng ta quay lại đánh có giá trị trong thời điểm đầu tuần 2 thì nó là một turn có thể bỏ ra để đi được. Trong trường hợp mà nó có những cái object mà chúng ta không thể đánh được, hoặc là object mà không có giá trị để chúng ta đánh, thì việc quay trở lại đây mất nguyên một ngày và không đi làm được cái gì, chỉ để ăn đất, thì nó tuy rằng có đất nhưng đồng thời nó sẽ dẫn đến việc mà các bạn chậm tempo một ngày. Thế cho nên là cái thành Titan nó đã khó khăn trong việc build quân thì nó lại chậm đi một ngày, thì thành Titan nó trở nên rất là yếu ở cái vị trí như này nếu tướng các bạn không tự lên gió. Không tự lên đất, bởi cái vị trí này chúng ta cần phải có đất, bởi khi chúng ta có đủ thì chúng ta sẽ quay về, chúng ta lấy ví dụ như trường hợp này lên lên con logistics là khá là mệt đấy, bởi vì chúng ta cần phải lên đất nữa. Thế chuyên trường hợp riêng cái thành này thời đoạn đầu mà lên logistics thì thực sự phải nói các bạn là phải rất là cân nhắc, bởi chúng ta xác định lên logistics ở vị trí này thì có nghĩa đồng nghĩa với có khi chúng ta thọt đất và dẫn đến việc mà cả bài thọt. Logistics thì thực ra là vẫn là một skin đáng nên lấy. Đấy, nhưng mà trong trường hợp này mình sẽ thử xem mà các bạn xem bao giờ thì nó sẽ lên đất. Đây thì có lẽ chúng ta sẽ test thử đây, trong trường hợp mà kể cả không có logistics thì chúng ta sẽ biết là cái thành này đôi khi lên đất nó rất là khó. Ta nhìn thấy ở đây có khi lên là toàn là gió trước đấy. Đây là Diplomacy, cái thành này cũng thành có khả năng lên Diplomacy khá là ổn đấy. Chúng ta thấy rằng thành này auto lên gió. Thế vậy thì câu hỏi đặt ra là bao giờ sẽ lên được đất, đến level nào thì nó lên được đất để giúp cho các bạn có thể hồi về thành kia. Đấy, bởi vì khi nó lên gió rồi thành này không cần phải mua, khi nó tự lên đất rồi thì nó không cần phải mua đất gió nữa. Đấy, nếu không có đất thì rất là mệt, bởi vì khi các bạn đã xác định đi thì các bạn không cần mua skin ở thành này nữa. Nhưng nếu như trong trường hợp một số tướng không lên gió, chúng ta có thể quay lại và cái lúc đó chúng ta cần đến đất, thật sự phải nói. Còn đại đa số chúng ta không cần quay lại vì tướng này thành này lên gió rồi, cái vấn đề nó bao giờ lên đất thôi. Đấy. Thì chúng ta có thể thấy ở đây là chúng ta thử đánh mấy cái banh lùn này cho lên bờ xem, check xem cái tướng này bao giờ nó mới lên đất. Đấy là Sôn Mia là một con tướng thuộc diện. Đây chúng ta thấy rằng cái bộ skin của chúng ta hiện tại là bắt đầu nhen nhóm thọt đất rồi. Diplomacy thì vẫn dùng được nên có lẽ trong trường hợp này chúng ta lấy Diplomacy thôi, và chúng ta thấy rằng ở đây chúng ta đã có một cái gì đó nó nguy hiểm cho tướng, là chúng ta chậm đất để chúng ta có thể quay đầu và đánh những cái mục tiêu lớn. Nếu mà trên đường chúng ta không có mục tiêu đang đánh, chúng ta cần phải hồi về thành cần thiết để quay đầu luôn. Và chúng ta nhìn thấy đây vẫn là lên giáp này, không có dấu hiệu gì gì việc lên đất luôn. Nó trái ngược với thành xương nó thành auto lên đất thì thành này là auto lên gió đó. Và chúng ta nhìn thấy rằng khi bây giờ tướng đã đến level này rồi mà vẫn chưa thấy có đất, đây là một cái vấn đề mà thành này rất sợ. Nếu nó phải đứng ở cái góc thành chim lửa này, nó sẽ không có cơ hội thứ hai để về ăn skin đất nữa. Vậy hiện tại con Sun Mi đã được đến level 11, đạt đến level 1, mà level nếu như chân đất có một đồ, có những cái đồ cộng chỉ số thì bây giờ là thời điểm con Sun Mi chuẩn bị đi brick rồi. Các bạn có tin không, đây là chỉ số tự thân của nó đấy. Cái khiên thì mình không nói đến, còn power này nếu bạn có đồ tặng power thì bây giờ là 7 power chân cộng 3 power với 3 con lick, 7 power một con lick là nó đã có khả năng để đi brick rồi. Và cái việc mà đã chuẩn bị ăn cái thư viện này nữa thì bây giờ các bạn nhìn thấy cái việc mà đất ở thành này rất là thọt, cho nên là khi mà rơi vào thành Titan ở cái góc trên này thì các bạn nên cân nhắc, trừ khi là quá đẹp, cái băng cơ quá đẹp và các bạn phải mở cái mắt ra, mở cái mắt ở dưới lòng đất ra để chúng ta nhìn thấy rằng trên này có cái gì đáng giá chúng đánh trận này, nếu không chúng ta nên một một đấy là lời khuyên của bản thân mình. Hiện tại thì chúng ta vẫn tiếp tục check xem đến bao giờ con Sumire lên đất, và đúng một cái bài như các bạn nhìn thấy đây. Bây giờ các bạn nhìn thấy ở đây chúng ta có là leadership của Archery. Thật sự nếu mà Sunmia đi bây giờ đi lọ mọ Beauty Titan thì lên Archery cũng được, nhưng mà vấn đề là con Sunmia nó sẽ bị mất cái tempo và nó trở thành con tướng bình thường như bao con tướng khác. Thì cái lợi thế chúng ta lấy con Sunmia
là mất rồi, và trong một số cái thành ở mức trung bình, ví dụ thành này với thành Đầm Lầy thì có lẽ là sẽ có nhiều người bỏ tiền ra chết lấy con sông Mia, và trong trường hợp này thì con sông Mia mới lại thế của nó, và chúng ta việc chúng ta chết tiền thành ngày nó là vô nghĩa, các bạn hiểu không ạ? Nó thành vô nghĩa, mặc dù mít này có con gắn linh cỡ con bắn vẫn dùng được, nên là chúng ta lấy artillery cũng được, và chúng ta thấy rằng là đến bây giờ thì chúng ta hoàn toàn đang có vấn đề, đất không có, scouting chưa thấy, và logistics ba skin cuối chắc chắn phải là ba cái này thì chúng ta mới có cơ hội thắng được cái map này, chứ không bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục thử xem bao giờ chúng ta lên được đất archery, và chúng ta như vậy chúng ta xác định phải bỏ nước đó, sợ không ạ? Đây là một cái việc mà đây rồi, chúng ta có đất rồi đấy, nhưng bây giờ còn scouting và logistics nữa, chúng ta phải buộc phải chấp nhận bỏ một skin nào đấy thôi, chính vì cái việc con này nó không lên được đất sớm, và cái việc mà nhược điểm lớn nhất là cái thành chim lửa, thành chim lửa trên này nếu chúng ta không quay lại được đây thì chúng ta sẽ chậm đất, nhưng mà vấn đề là nếu chúng ta quay lại đây mất 2 ngày mà không có cái gì đáng để đánh thì chúng ta cũng coi như mất tempo, đây là một nhược điểm của thành Titan các bạn nhé. Thì bây giờ chúng ta quay lại với cái việc mà chúng ta sẽ xử lý thế nào Ba Mê, và vì sao Fafnir lại một trong những con tướng build khỏe nhất, thì nó liên quan đến cái việc cái banh Naga này. Ở trong cái banh Naga này thì phải nói là con các quân như Gremlin nó chỉ có tốc ngang con Naga, và con Naga trên đất này thì nó được cộng thêm một tốc, được cộng thêm một tốc, thế cho nên cái việc nó đánh vào cọc chính ở cái vị trí này, ví dụ như các bạn nhìn thấy là gần như con Gremlin không còn chỗ đứng, không còn chỗ đứng để tránh nữa, thế nên là cầu chủ lực chúng ta đánh con này thì nếu mà Gremlin thì sau trận này có lẽ nó sẽ mất thôi, và chúng ta buộc phải có một chủ lực khác để gây đam, như đó là con Gargoyle, và chính là trong trường hợp mà chúng ta không nhặt được một bóc cự bản thì rất khó đánh cái bóc này, rất khó đánh cái Naga banh này, và Naga banh là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng để chúng ta lên được Titan. Và chính vì như thế mà con Fafnir nó trở nên mạnh, bởi vì nó với cái thành này auto lên gió thì con Fafnir có thể thổi hết cho toàn bộ quân của mình lên và có thể đánh được cái Naga banh này. Đấy, sau khi đánh xong ví dụ như con Gargoyle chúng ta có thể book Blade và dùng set để hỗ trợ nó đánh một cọc Naga, sau đó thì đẩy con Gremlin đứng vào góc và sau đó thí mấy con Gargoyle lẻ để cầm chân Naga cũng đánh được chứ. Nhưng mấy con đứng khác mà đánh Naga anh thì phải gọi rất là khó nếu như trong một trường hợp một bài các bạn không có bóc cơ bản như cái bài này. Đây là một bài mình đánh giá là bạn sẽ khó mà ăn được những bóc cơ bản. Ví dụ đây là một bóc cơ bản. Nhưng cái vấn đề là con tướng thành này nếu không phải PQ Drum thì nó không có scouting, nó sẽ không thể nhìn thấy cái bóc này. Bạn sẽ chỉ nhìn thấy cái bóc này thôi, và lót Demon là trong trường hợp không có cơ bản bạn đánh thì cũng đã khó rồi, và thường đến tuần 2 thì may ra chúng ta đánh con này. Nhưng vẫn tuần 2 chúng ta vẫn phải gom được quân ở khai thành cái số lượng Gremlin để chúng ta đánh, thì cái vấn đề nó liên quan đến cái việc mà con này có lên đất hay không. Nếu nó không lên đất thì cũng coi như vứt cả bài. Còn nếu lên đất thì may ra chúng ta vẫn đánh được bóc này để lấy cái bóc này. Đây cũng là một bóc cơ bản, có thể nó chính là Gargoyle. Đấy. Và đây là Golem luôn với con Sun Mia. Còn cái bóc này quá giá trị. Nó con này nó ăn được hải bào, rebrick, còn thằng bước này còn lành. Đấy, ví dụ con Sun Mia thì cái bài này thì đánh con này thì rất là dễ, nhưng với con tướng khác thì đánh khá là khó nếu không quân cơ bản. Quân cơ bản như ở đây. Đấy, con này có thể là Gremlin này. Đấy. Gargoyle luôn. Đấy, chúng ta nhìn thấy rằng Pegasi tốc cao, chúng ta bình thường các tướng chiến đánh con đấy là khá là khó, còn lót đây còn lót trâu, một con cũng tốc cao, và thậm chí còn lên Moran. Chúng ta nhìn thấy đây gần như không có bóc cơ bản đây này. Bóc phải lót thì chắc cũng từ Golem, cũng có thể là Golem. Ta thấy rằng những con như là ở Apergy luôn, ngon. Ở cái template duel này thành mình điểm qua bóc để cho các bạn biết thành Titan có những khó khăn theo về bóc nhé. Con Gremlin của chúng ta có từ 2 đến 5 bóc. Con Gargoyle có từ 2 đến 4 bóc. Con Meiji có từ 1 đến 4 bóc. Con Golem có từ 1 đến 2 bóc. Và con Thần Đèn có từ 0 đến 1 bóc. Vậy trong trường hợp mà cái bài yếu nhất chúng ta có 2 bóc Gremlin, 2 bóc Gargoyle, 1 bóc Golem và 1 bóc Meiji là hết. Chứ chuyên là với lượng quân như vậy thì để mà brick thì phải gọi là một cái bài rất là khó. Một cái bài rất là khó để break với lượng quân như vậy. Với con tướng thành này kiếm giáp phải quá cao để có thể dùng Meiji và Gremlin bắn được. Đấy, cho nên là chúng ta nếu trong gặp một bóc Meiji thì gần như chúng ta rất khó để xoay sở. Nhưng mà mình nghĩ bài này, riêng cái bài trong này thì là một bài đẹp rồi. Thế cho nên ấy, ở cái bản trước thành Titan nó có là một thành mà có khá nhiều cách để chơi, và nó cũng thành đánh đa dạng. Thường trước ở Titan nó có 3 cách để đánh. Một là có 4 cách để đánh để thành Titan, thành đánh rất là đa dạng.
cách dễ nhất của thành Titan ngày xưa đó là việc mà bóc brick, cũng giống như bao thành, nếu bài khỏe bóc brick không phải là vấn đề. Cái việc bóc brick kiểu thành Titan nó càng dễ hơn nếu như các bạn là Sunmir mà có bóc khỏe thì nó phải cả bài rất là khỏe. Cái bài thứ hai chúng ta muốn nói đến đây là bài build con Naga để brick. Đó là cũng một bài build của trong trường hợp đó là con Farmer sẽ là một con tướng rất lợi hại. Bóc brick thì nó quay trở lại meta như bao thành khác là build một con mon 5 hoặc mon 6. Nó sẽ tách biệt với build một con mon 7 các bạn nhé. Build mon 7 là các bạn sẽ dùng toàn lực để build và tập trung mon banh, còn build mon 6 thì nó nhẹ nhàng hơn, các bạn vừa ăn bóc vừa ăn mỏ. Bên cạnh đó là cắm những banh vào cuối tuần để chúng ta không cần quá nặng vào Naga banh mà chúng ta sẽ không cần quá nặng vào Cyclops, chúng ta có khi chỉ cần đánh một Cyclops cũng đủ tài nguyên để build, sau đó chúng ta đánh mấy cái banh có tiền đầu tuần chúng ta xúc ra, chúng ta ra mid. Với con 7 thì khác là chúng ta toàn lực đánh những cái Cyclops về và Naga banh để cải thiện cả tiền cả cái tài nguyên. Mon 7 so với mon 6 thì nó đắt hơn rất là nhiều, chính vì thế mà đôi khi chúng ta vì chúng ta dồn lực đây có hai cái vấn đề xảy ra, chúng ta sẽ phải đánh vào đúng tham binh, thế là đôi khi chúng ta phải bỏ những cái bóc mà chúng ta khó ăn. Nó dẫn đến một cái trường hợp là quân của chúng ta, quân bóc chúng ta sẽ yếu hơn so với việc build mon 6. Cái thứ hai là khi bạn đánh những cái banh mà nó khỏe này thì các bạn thọt quân lại yếu này, càng yếu hơn. Thì xác định là sau khi đó chúng ta phải kết hợp nước đi làm sao nó phải cực kỳ hợp lý để chúng ta vừa có thể ăn bóc vừa có thể ăn được những cái banh, và đặc biệt là những bóc mà cạnh banh ấy là một tơn đi mà rất là giá trị, thì chúng ta phải biết rằng là nó đòi hỏi người chơi có trình độ rất là cao để chúng ta có thể sắp xếp hệ thống các nước đi để cho nó hợp lý trong cái điều kiện thằng Titan thọt đất đó. Thế cho nên là phải nói như vậy thì các bạn biết thì khó nha, thọt đất mà vẫn phải thọt đất, thọt gió thì không thọt nhưng có khả năng thọt đất nhưng vẫn phải xác định là đi cho nó hợp lý thì làm sao làm được. Cái đấy phải gọi là cái việc mà quá khó thành Titan. Trên lý thuyết là vẫn xảy ra nhưng thực tế thì cái xác suất nó rất là thấp, khiến cho thành Titan cái việc mà không thể nào đi được một cách hợp lý. Và dẫn đến thành Titan nó yếu đi, việc build cái mon 7 của nó khi mà bắt đánh những cái này nó trở nên yếu đi. Đó là nguyên nhân thứ nhất mà khiến cho cái bản BOS người ta không còn ham hố build Titan nữa. Cái nguyên nhân thứ hai là cái việc build con Titan xong rồi thì làm thế nào để up nó lên và làm thế nào xúc con Titan up ra đánh. Titan up là một trong những con mon mà cái giá nó cao nhất ở trong cái tất cả thành này cùng với con tiên thần, nó tận 5.000 tiền. Nhưng cái giá trị sử dụng để mở đường của nó lại không mạnh như con tiên thần. Con tiên thần người ta có thể tách ra 3-3 rồi quick combat ở mid rất là nhàn, nhưng con Titan này quick ra 3-3 để đánh được mấy con yếu ơi, tầm cỡ gặp mấy con này, thậm chí những con như này vẫn gãy bình thường, vẫn gãy bình thường. Thế cho nên là cái việc mà Titan up nó còn gãy, huống hồ con Titan chữ up nó yếu thôi rồi luôn, nó có 150 máu cho con tinh thần 200 máu, nó là một trời một vực. Và nó cận chiến lại còn tốc 7, quân chạy bộ, quân chạy bộ thì thọt như nào thì các bạn biết rồi. Build con Titan lên mà chưa lấy được Titan up mà cứ cầm con Titan chữ up đánh, nó mất một cái rất tiếc. Và cái việc mà build 3 thành Titan bây giờ nó khó hơn lên rời. Thành tiên thần nói thế thôi, build diễn Titan khi bạn đánh Cyclops, và một cái Cyclops này là bạn gần đủ build con thiên thần rồi, gần đủ với con thiên thần. Biết anh con Titan đánh cái này vẫn không đủ vì bạn còn cần quá nhiều game thì phải đánh Naga banh nó mới ra được, mà Naga banh là cái banh khó đánh với cái thạch Titan này nếu bạn không phải Farmer. Chính vì thế mà con Farmer như mình nói là con mà có khả năng năng lực build khỏe nhất ở cái thành này, còn vấn đề về late game đánh thì mình không dám khẳng định. Nó build khỏe thế mà dẫn đến việc mà các bạn đánh Naga banh nó dễ hơn. Và con Farmer kỹ năng luyện Naga, thế nên là đối với con Farmer chỉ cần dừng ở mức build của mon 6 lấy Naga ra, thì so với cái việc mà Brook Hill build mon 6 như vịt hay là con chim con Shiba build mon 5 là con chim sét, thì nó là những cái bài tương đương với nhau. Thì lúc ra mid chỉ xem chỉ số thằng nào cao hơn, rồi quân chủ lực thằng nào nó trâu hơn. Và con Naga chắc chắn là trâu gấp đôi con chim rồi, máu của nó đam nó đều gấp đôi. Và thế cho dễ, nó chỉ có thiệt là nó đi sau nhưng nó đánh cấm phản. Thế cho nên là con Naga nó mạnh hơn con chim rất là nhiều. Và trong trường hợp cái thành này cũng có nhiều mỏ Naga, nên cái lượng Naga ở đây nó là so với con chim thì ăn được bóc nữa. Chứ còn nếu con chim mà không săn được bóc chim thì có lượng Naga chắc chắn nó sẽ nhiều hơn. Vấn đề chúng ta làm thế nào để sóc được Naga ra đánh thôi. Naga cũng là một trong những cái mon 5 cực kỳ đắt, và mon 6 cực kỳ đắt. Và khi up Naga lên nó là con mon 6 đắt nhất trong cái Rospa này, đắt nhất trong Heroes 3 này. Những cái vấn đề là khi Naga banh với cả Golem chúng ta đánh nhà rồng cũng dễ, nên là với thành này mà xác định 1-3-1 thành nhà rồng đẹp mà chúng ta đánh xong chúng ta break nhà thì vẫn là ok, không phải là vấn đề quá khó khăn và chúng ta vẫn làm được. Thì con Farmer là con mà nó khá mạnh ở trong cái duel.
Cái bài thứ hai chúng ta muốn nói đây là bài con Naga. Thì với trường hợp build như vậy, chúng ta nên chọn Farmer. Và với Hextech thì con vấn đề tốc độ của con Naga đã được giải quyết. Và con Naga với Hextech thì nó chạy rất là nhanh. Và chính vì thế mà nó đánh map cũng rất là khỏe, chứ không còn gọi là một con mon đụt như cái trước nữa. Tuy rằng nó khỏe nhưng mà cái nhược điểm của con Naga đi chậm nhưng thường nó sẽ bị đánh hội đồng, và nó mất dễ mất hơn là những con như là vịt hay là chim sét. Nó khỏe hơn nhưng lại dễ mất hơn là bởi vì nó chạy bộ, thế nên là cái việc mà nó bị đánh hội đồng nó không có đường chạy. Nhưng con bay thì bao giờ cũng lợi thế hơn rất là nhiều. Đấy thì chúng ta thấy rằng là một bài thứ hai nó là bài build Naga, đó là một bài rất khỏe. Tuy nhiên thì dạo gần đây người ta cũng đã lười build Naga rồi, bởi vì cái việc mà ở bản duel này có một cái nhược điểm. Ở bản duel này là triple build. Thế cho nên là triple build với những quân mà đủ khỏe nhưng lại rẻ như chim và vịt nó trở thành một cái lợi thế hơn rất nhiều so với build một quân đắt như con Naga. Phải nói các bạn, con Naga quá đắt. Ở trước bản double build thì người ta đã sinh ra một cái meta là double build Naga để đi ra những cái bản triple build này. Nếu mà không triple build Naga thì Naga nó lại yếu hơn so với bọn kia. Thành ra khi mà các bạn mất tempo ở lại đến 1-3-1 brick bằng thằng đầm lầy, bằng thằng gấu cũng 1-3-1 brick nhưng mà ra mid các bạn yếu hơn, thì cảm giác rằng nó sẽ không còn giá trị nữa. Vậy thì làm thế nào để cho cái thằng Titan nó mạnh hơn? Thì Titan buộc phải đưa ra lựa chọn là cố gắng mà chọn một cái bài có thể brick sớm trước 1-3-1 để lấy cái lợi thế ra mid trước đối phương, để kiếm đồ, kiếm đạc và kiếm bóc ở mid để bù lại cái chất lượng của quân với việc mà build mon. Thì nói chung là build Naga cũng được, nhưng mà chúng ta cần phải xác định là không phải lấy Naga chủ lực 1-3-1 nữa, mà Naga sẽ trợ công cho những quân đánh bóc. Và vẫn chúng ta vẫn sử dụng cái bài bóc vô địch cộng thêm cầy thêm tiện đường cầy thêm Naga để có thêm một quân tanker đủ khỏe để giúp cho các bạn phải càn thêm, chứ nó chưa chắc đã thành thành chủ lực. Và muốn như vậy thì chúng ta brick vào 1-2-6 đẹp nhất. Sau khi brick 1-2-6 xong ra lấy mid thì chúng ta có thể là đánh quanh mid để lấy những cái như thế này, bóc dễ này, sau đó chúng ta quay về 1-3-1, chúng ta quay về lấy Naga. Và chúng lúc đấy thì Naga mới lại tiếp tục thành quân chủ lực, nhưng lúc chúng ta không phải mất công brick, chúng ta có thể ra thẳng mid chiếm mid vào 1-3-1 đến 1-3-2. Thì đó là cái lợi thế mà thành Titan có thể có được. Thì chúng ta phải biết rằng bây giờ cái phương hướng build của Titan nó không còn ưu thế toàn diện như ngày trước nữa. Ngay cả build Naga thế, build Titan thì các bạn hiểu rồi đấy. Về các con mon khác thì tập chip và build dễ, con Titan chip và build đã khó rồi. Cái việc mà mua con Titan ra, tiền ở đâu thì không ai đói, quá đắt để sắp con Titan up lên. Phải up Titan quá nhiều game luôn, quá nhiều game luôn. Game chỉ có thể đánh từ Naga Bank. Thế chuyện là cái việc mà đến để build khỏe thì cuối cùng vẫn quay đầu về núi, là chúng ta phải dùng pháp nơ để cho nó khả năng cầy bank khỏe, chúng ta có thể sắp được Titan 1-3-1 chúng ta ra. Đấy, cái vấn đề của cái thành Titan nó như vậy, khiến cho việc mà double build Titan nó cũng là một cái bài thứ ba ở đấy. Cái việc mà double build Titan nó không còn giá trị nữa. Bài thứ ba chúng ta nói đây là bài double build Titan, thì nó thực sự phải nói bây giờ nó quá nặng so với thành Titan. Bởi vì double build Titan bây giờ thì ngày xưa có lợi thế Titan là dễ build, và với cái lượng số lượng Titan kể cả không up lên nó cũng là một trong những cái mon khỏe để mà các bạn cản mid và có thể đương cự với quân của đối phương khi mà ra mid, là khi mà chúng ta chạm trán mid có thể up được Titan rồi. Nhưng mà ở trong bản meta này thì với việc double build Titan thì việc đối phương triple build thì nó lại chỉ mang tính chất cân bằng thôi, mà các bạn rất là nhọc công. Chưa kể việc double build Titan nên thành quả còn tiến trình như thế nào thì lại phải xem cái băng bài mê các bạn. Và trong trường hợp bài mê bài thấp bằng xấu thì các bạn không thể double build Titan được, nó khiến cho bạn bị phí thời gian khi ở nhà để cố build mà không build được, cho đến khi 1-3-1 chúng ta nhìn lại những gì chúng ta làm mà chúng ta không làm được những gì, chúng ta cả cảm giác cái bài vứt đi được rồi, chúng ta có thể GG luôn 1-3-1 và không cần thiết phải biết rằng là đối phương như thế nào. Nói chuyện là thành Titan bây giờ để mà đặt cược vào cái bài build Titan thì đó hỏi hỏi một người chơi có kỹ năng cực kỳ toàn diện. Nó không phải là không làm được, mà nó yêu cầu bạn kỹ năng toàn diện. Và ngay cả trong trường hợp mà các bạn đối mặt với tình huống xấu nhất, đó là việc nó chậm lên đất, thì chúng ta vẫn cứ phải là build được con Titan. Thì cái bài đấy tôi nghĩ rằng là Titan thành và đối với mặt bằng chung thì nó không còn mạnh nữa. Thì cái mục tiêu để build Titan như chúng ta nhìn thấy ở đây là các bạn cần phải làm được những cái việc như thế này. Đây thì chúng ta thấy rằng là quá nặng, bao gồm cả cái Naga Bank này Cyclops vậy nữa. Đấy, thế nên là khi mà các bạn đi cái đường này, xác định về đây, nếu như không có ớt đúng không ạ? Nếu như không có ớt, chúng ta không về đây được. Và chúng ta để mà đi ăn đây, chúng ta mất một lần một DD này. Đã một lần đo này. Đấy. Xong từ đây chúng ta chạy lên đây, có thể khi mất một lần đo nữa, hai lần đo.
2DD để chúng ta ăn được những cái object nhảy thì nó là một cái nước đi mà mình nó tạm tạm được, nó không phải quá yếu nhưng mà tạm được, nhưng mà chúng ta sẽ bị là cái nước tiếp theo chúng ta lại đi đâu. Câu hỏi đặt ra là nước tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Đó. Khi mà tất cả những mục tiêu trên đường khi chúng ta quậy chúng ta đánh rồi thì nước tiếp sau sẽ là việc phí một nước. Các bạn ok chưa? Bạn thấy có vấn đề khi mà không có đất chưa? Cái vấn đề ở cái góc này, cái vấn đề ở góc này nó sẽ sinh ra một cái nhược điểm như vậy. Đây. Ví dụ như các bạn nhìn thấy ở trong cái BMB như này nhá. Đây, các bạn nhìn thấy cái BMB như này. Thì cái việc mà ở cái thành này đúng không ạ? Chúng ta có lựa chọn là đi ra đây này. Đi ra đây này. Đi vòng xuống đây này. Đi vòng sang bên này, chúng ta có bốn lựa chọn để đi, và thậm chí chúng ta có rất nhiều cái object ở trên đường chúng ta theo bốn đường này. Nhưng mà vấn đề là khi đây chúng ta lại một lần, ví dụ nhá, chúng ta một lần chúng ta đi thế này rồi chẳng hạn, hai là chúng ta chọn đi thế này xong đi thế này ạ, đúng không ạ? Thì ngày thứ ba khi chúng ta quay về chúng ta buộc phải đi theo hướng ngược lại này. Vậy thì khi đi chúng ta thấy object đây rồi, thì về chúng ta thấy object rồi, thì cái turn từ đây về đây có cái gì để bánh? Khi chúng ta mua được đất, mua được gió rồi thì chúng ta làm theo đó lên expert advan đất, chúng ta về thành này và về thành này. Đó câu hỏi, nó một cái góc rất là khó, nó là góc chết, nó không còn cái độ mở trên này nữa, nó không còn độ mở trên này nữa, cho nên là nó là một góc tù. Cho nên góc này là góc mà khiến các bạn phải cố gắng lên được đất và sau đó quay về lấy gió. Hoặc trong trường hợp đấy tự lên gió rồi thì thôi, nhưng mà nếu lên gió thì càng sớm càng sốt, bởi vì nó vẫn có một xác suất nào đấy mà chúng ta không lên gió đúng cái thời điểm chúng ta cần. Nó là việc mà liên quan đến tỷ lệ. Thế nên là cái việc mà để tránh cái bài mà nó bị thọt thì đối với cao thủ người ta sẽ luôn luôn cố gắng mua chứ không để chờ tự lên. Đây là cái việc mà khi người ta đánh giải giải thế giới hàng đầu của thế giới. Thì cái việc mà khi chúng ta có được cái bóc con golem, chúng ta có thể nhắm đến cái mục tiêu là con này với có một số con như con sun bia. Còn ngoài ra thì chúng ta có thể thấy đây là những cái con mà ở bên dưới mình nhìn thấy là con nó yếu hơn chút để chúng ta có thể break. Vậy thì cái vấn đề đây là gì? Khi chúng ta đánh những cái banh này để chúng ta xây con titan lên thì nó sẽ phải gọi là chúng ta phải nỗ lực rất là nhiều. Cho nên là cái bài mà khi chúng ta đã nỗ lực rồi nhưng cái vấn đề là cái rủi ro nó vẫn quá lớn thì chúng ta nên bỏ qua. Như vậy thì trong ba cái bài cũ của cái thành titan này, cũng bao gồm bài bóc brick, bài build naga, bài build titan, thì có hai bài là trở nên rủi ro lớn là bài build naga, bài build titan, còn một bài bóc brick thì vẫn dùng được. Nhưng quay trở lại lúc nãy, chúng ta mình nói rằng là thành titan thậm chí có 4, thậm chí là có 5 cách để brick. Cách thứ năm mình sẽ nói sau, cách thứ tư ở đây chúng ta là build mon 5. Nếu mà sống được chúng ta build mon 5, ngày xưa nó đã có cái meta build thuần đèn rồi chứ không phải không. Nhưng mà so với việc mà build titan, build naga, build thuần đèn, nó không mạnh bằng, nó không mạnh bằng. Thì chúng ta thấy rằng là ngày trước ấy thì phải nói các bạn rằng là cái thành titan này ở cái bản double build ấy, thì build naga và build titan nó sẽ ưu hơn là build thần đèn. Nhưng mà cái việc mà build titan và build naga nó không đuổi cái tốc độ build của những thành có khả năng GPU được, thì chúng ta quay trở lại với các mục tiêu là build thần đèn. Trong trường hợp mà ví dụ như chúng ta sắp xếp được những nước đi thần đèn thì chúng ta không cần thiết có cái lợi thế của thành thần đèn so với cái những con mon năm khác, ví dụ như là con chim sét. Là cái thần đèn nó không cần thiết phải là tham binh 131 mới brick, mà có khi chúng ta brick vào 126 đến 127. Vì sao thế ạ? Vì cái thành này có đến 8 mỏ thần đèn. 8 mỏ thần đèn ở trên đất này có khoảng tổng 8 mỏ. Đấy, nếu chúng ta lấy được thì đã có khoảng 24 con rồi. Và ngoài ra thành này có 6 cây đèn thần. 6 cây đèn thần là những cái mà chúng ta nhìn thấy ở đây. Đây. Mình sẽ cho các bạn xem những cái ví dụ như là cái đây chúng ta nhìn thấy ở đây đấy, Ancient Lamp ấy, cái đèn cổ lại. Và mỗi cái đèn này thì nó sẽ cho chúng ta là từ một Ancient Lamp đúng không, một lam này, mà chúng ta có từ 4 đến 6 thần đèn. Tức là trong trường hợp ở cái map duel này nó có tổng cộng là 6 lam, đúng không ạ? À, 4 4 8 chứ. Thì chúng ta sẽ có ở đây là từ 24 đến 48 con thần đèn nữa, và cộng với cái số này
cho thiểu nhất ở số này cộng số này, nếu trong thời gian chúng ta đi scan map chúng ta tiện đường đánh luôn thì chúng ta đã có đến 48 con thần đèn. Nếu chúng ta cộng thêm được một cái bóc, một bóc có 15 con thần đèn nữa, chúng ta có 63 con thần đèn để đi brick cộng với đàn gió đó rất là khỏe. Và thành này có thể brick được vào trong thời kỳ điểm mà chúng ta scout hết map, tức là thời điểm mà 12627, là khi mà chúng ta đã chiếm được cái tiên cơ là lợi thế được từ 1 đến 2 ngày so với những thành brick vào 131. Đấy, thì chúng ta thấy rằng là thành Titan đã có được một cái lợi thế nhất định nào đó. Đấy, có một lợi thế nhất định nào đó rồi. Thì phải nói rằng là ở cái bản duel này thì chúng ta thấy rằng là cái meta build thần đèn ngày trước ấy, nó không phải có mạnh, thì đến bản này nó lại trở lên là ưu thế. Trẻ một cái bài mà được lựa chọn ở thành Titan này. Được lựa chọn ở thành Titan này. Thì nó tự nhiên cái bài này ngày trước ấy, thì xếp hạng thì bài build Titan nó sẽ là cái bài lựa chọn đầu tiên. Sau đó thì build Naga. Đấy. Trong những bài build ấy, sau đó mới đến build thần đèn. Đấy. Thì bây giờ cái bài build thần đèn này nó đã nhảy lên đầu, nó thành cái bài mà ưa chuộng hơn so với bài build Titan và build Naga. Đó là cái lý do mà khiến cho dạo đây mà anh em thấy rằng là anh em chơi duel mà thành Titan hay build thần đèn. Đấy là bốn cách chơi cơ bản thành duel, và còn một cách chơi nữa với thành duel với thành Titan ở cái map duel này. Đó là việc mà con Sun Mia. Con Sun Mia nó có một cái bài build rất là hay. Thật ra cũng chẳng phải build. Nó có một bài rất là hay. Các bạn có thể nhìn thấy đây. Đã có thể lấy con này. Đấy. Bởi vì có thành này có gió mà, thì nó có sợ gì lấy con này đâu. Nó có fly build những con như này và sau đó nó brick vào những con như này. Đây. Đây là một cách mà Sun Mia chơi. Cách này chỉ dùng riêng cho Sun Mia thôi. Thì các bạn thấy rằng là thành Titan còn một cái bài rất là dị nữa, là lấy con Diamond Golem để brick với Sun Mia ra giật đùng đùng, giật đùng đùng. Đấy, chỉ đơn giản vậy thôi. Đây là một cái bài mà riêng con Sun Mia làm được. Đấy. Đấy thì các bạn thấy rằng là con Sun Mia là một con mà khi bạn gom đủ cái này thì mình không nhớ là có bao nhiêu con Diamond Golem nữa, nhưng mà đại khái rất là nhiều để cho các bạn có khả năng mà đủ brick ở trên. Đây là bài thứ 5 của thành Titan, một bài mà không phải nhiều người dùng. Và khi bạn đánh Titan, bạn biết rằng con Golem nó rất là mạnh. Và bọn chúng ta nên tập trung vào đánh với cái bóc này, và chỉ cần số lượng vừa đủ con Golem này là chúng ta đã có thể brick, không cần quá nhiều. Cộng thêm với cái con Golem ở trong thành nữa thì các bạn biết rằng là thành Titan là một thành mà có 5 kiểu brick vào cái thời điểm bây giờ, mà thậm chí những cái này bản này bây giờ bản này còn nớp bớt đi rồi. Vì bản này nó tránh cái việc con Sun Mia rất sớm, thì nó bị nớp bớt đi những cái mỏ này rồi. Và với cái việc mà con Titan, con Sun Mia nó có cái chỉ số và cái lượng quân như thế này, thì có thể nó sẵn sàng ăn cái thư viện này để nó đi brick bằng power. Chưa kể nó ăn được thêm mấy cái này trên đường đi. Ê, chúng ta thấy rằng là Sun Mia đến tầm này thì nó rất là mạnh. Nhớ ghê. Đánh quanh map không hai mấy con Rolex rồi. Mũ Titan à, nhặt được cái mũ Titan là trong nhà rồng. Đây, hôm bỏ của Titan thì chúng ta sẽ thấy rằng con Sun Mia trong trên những cái power trên gần đường cái khi nó ăn hết thì nó sẽ mạnh đến như thế nào. Đây là trong thậm chí cái bài này là bài mà chúng ta không phải có đồ cộng pao ấy. Nếu mà có đồ cộng pao nữa con Sun Mia rất là mạnh. Những cái cộng pao gần đường này chúng ta không nên bỏ nhá. Không nên bỏ luôn, khi đánh Sun Mia chúng ta đừng bao giờ bỏ, kể cả nó tốn nước khi chúng ta đánh, bởi vì nó là một level của Sun Mia đấy. Nhiều mình thấy nhiều người bỏ cái này đánh Sun Mia, bỏ cái này thì chúng ta hoàn toàn không ổn tí nào, mà bởi chúng ta sẽ không đáp ứng được cái nhu cầu power của Sun Mia để brick. Và chúng ta thấy rằng là sau khi ăn được đủ những cái này và với lượng kinh nghiệm tầm này và 126 sẽ có tầm này, chúng ta thấy rằng brick nó rất là dễ. Brick có rất là dễ luôn ấy. Thực sự phải nói các bạn. Đây, kể cả là đi gần theo đường cái, đi gần theo đường cái với con này cũng làm cái gì đấy, nhưng con Sun Mia nó khá là ok đấy. Chúng ta thấy rằng là đấy là chúng ta còn không mang thêm Golem, chỉ có như vậy thôi thì vẫn còn hơi ít ấy. Thực ra là chỉ đến một tuần là hơi ít ấy.
Còn bình thường là chúng ta bích con này với Somia này quá là dễ luôn. Đấy. Đấy, đây là con này con mình còn không lấy ít golem kia quá cho thành ra đấy. Như bạn nhìn thấy đây là quá là dễ rồi. Đấy. Thì chúng ta thấy rằng chỉ có này thôi đã đủ brick rồi. Đây, ta thấy rằng là xong rồi. Đấy. Đơn giản vậy thôi, chúng ta brick rồi. Và với cái lượng mà golem mà bạn lấy trong tuần nữa thì nó cũng phải tầm hơn 30 con golem ở trong thành nữa. Thì hơn 30 con golem chúng ta brick rất là khỏe, đó cũng có một bài con Sumir và sau đó chúng ta ra mid thì đánh những cái bóc này. Đầu tiên là chúng ta lấy được quân và sau đó chúng ta lại tiếp tục dùng trên thôi. Các đơn giản, đấy là mình không tách cái con này ra để bo bọc thì chỉ việc cứ thế lao vào đánh ấy. Còn bình thường là chúng ta mang theo Gargoyle nữa. Cái con Gargoyle cái tác dụng ở đây là chúng ta sẽ dồn địch vào một hướng để sắp xếp theo hướng mà quân mạnh nhất đứng đầu và quân mạnh thứ hai đứng đầu thì chúng ta trên sẽ hiệu quả hơn cái việc mà đến tơn thứ hai thì chúng ta dồn giật con gấu 4 thay con gấu 1 thì chúng ta có thể sắp xếp được cái việc đó. Để cách của Xuân Mia có thể break được và nếu chúng ta mà đây là lấy trong một tuần đấy, còn đầu tuần 1, tuần 2 chúng ta lấy được thì có thể là hơn còn nhiều hơn, thậm chí chúng ta lấy ở đây này đây. Như con nhà này. Đấy, chúng ta chỉ cần lấy con này về. Đấy. Thế thôi. Những con như này chúng ta lấy về để chúng ta up nó lên thì rất là nhanh, chúng ta không cần để build gì cả, chúng ta lấy cái tiền mà chúng ta đánh được để chúng ta mua những con như này chúng ta về brick. Đấy, thì đây là cách mà Sun Mia có thể dùng được nhá. Ở đây có đồ bao này ngon lành không, đồ bao ngon lành đấy, có các đồ bao đấy khỏe này. Đấy, ngần này bao với cái knowledge thì các bạn brick có dễ rồi, thậm chí khiến đeo vào thì bạn thấy rằng là cái này Sun Mia nó là bài thứ 5 của thành Titan này. Vì cái khiên rồng căng rồng nên mình không lấy, không thèm lấy. Vì Sun Mia giờ này nó quá easy rồi. Đấy. Chết bao nhiêu đâu, chả chết con nào, giật trên đùng đùng, chả chết con nào. Đấy là thế con golem để chúng ta ăn những cái bóc này khá là dễ. Thì đây là cái bài thứ 5 của Sun Mia. Thì mình phải nói là riêng Sun Mia mới làm cái trò này thôi. Thì quay trở lại với thành Titan thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà chậm lên đất nó sẽ kéo theo một cái hệ quả ở cái góc này. Nếu góc khác, như các bạn biết là nếu ở góc khác thì nó không phải là vấn đề, vì chúng ta có thể mua đất ở trong cái thành mà chúng ta đến được vào thời điểm vào tuần 2 thì chúng ta không sợ thọt đất. Đây là cái bài mà chúng ta bị thọt đất, nhưng mà đối với con Sun Mia thì nó vẫn có khả năng xoay sở với những bài xấu. Trên Sun Mia là vẫn được người chơi danh thấp ưa chuộng vì khả năng xoay sở nó tốt hơn đối để đối phó những bài xấu. Thì chúng ta thấy rằng là ở vị trí này chúng ta có thể lấy thành thiên thần, sau lấy thành này, sau đó chúng ta đi về phía trên này, chúng ta lấy gió ở trên này. Đây, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta khi chúng ta đi, nó sẽ rơi vào cái trường hợp mà thành đây thì nó không bị thọt như thành kia. Về thành này thì nó sẽ không bị thọt, bởi vì là nó sẽ rơi vào cái vị trí này. Anh em nhìn thấy ở đây... em thấy ví dụ chúng ta trên đường đi chúng ta đi theo hướng này đúng không ạ, chúng ta có những cái mục tiêu này để chúng ta đánh này, mục tiêu này để chúng ta đánh này, và có thậm chí mục tiêu này, mục tiêu này để chúng ta đánh, và những mục tiêu nhỏ như cái Sun Mia cần này. Thì khi về chúng ta đi vòng dây, thứ nhất là chúng ta vừa scout được cái khu vực của brick này, chúng ta sẽ scout được, chúng ta thấy rằng con sư tử này là chúng ta có thể chấp nhận được này, để brick này, con trâu và thậm chí cũng vẫn chấp nhận được này. Đấy, đó là mục tiêu chúng ta brick. Và chúng ta có thể là ăn những cái object ví dụ như này để tăng chỉ số lên chẳng hạn, những cái object để tăng chỉ số lên, sau đó thì chúng ta ăn những cái pao này với con Sun Mia, và những quân khác thì chúng ta sẽ ăn cái cày để mở lên, và chúng ta sẽ tập trung vào đánh những cái vị cái banh và những cái mà bạn cần ở trên cái map này, đối với tùy theo cái layup của bạn mà bạn xây dựng từ đầu. Và ngoài ra những cái bóc như này chúng ta cũng có thể đánh được. Đấy, thì đó là cái đối với cái cách mà phát triển giai đoạn đầu của thành Titan. Thì để tránh cái trường hợp mà bản này nó ra một cái bài vở cực xấu thành Titan thì chúng ta có hai lựa chọn. Một là vẫn là dùng Sun Mia, chúng ta đánh khỏe tí chúng ta đẩy. Hai là chúng ta build thần đèn. Đấy. Cái bài build thần đèn thì nó vẫn là một bài an toàn hơn so với việc mà build con Titan với con Naga ở cái bản này. Thì chính vì cái nó an toàn hơn nên chúng ta dễ chơi hơn và chúng ta chọn lựa như vậy để chúng ta không để giảm thiểu cái xác suất rủi ro khi mà chúng ta rơi cái bài nó yếu. Thì những cái lam này các bạn nhìn thấy nó cho các bạn từ 4 đến 8 con thần à 4 đến 6 con 4 đến 6 con
À đâu, 4 đến 7 chứ. Xoay các bạn, 4 đến 7. Chính xác là 4 đây. Mình vừa nói xong thì 4 đến 7 con thì nó sẽ là từ 24 đến 42 con thần đèn, nó kết hợp với việc mà chúng ta cắm mỏ này nữa thì chúng ta đã có cái lượng thần đèn khá khá để chúng ta đi brick rồi. Mặc dù ra mid thì chúng ta sẽ rất khó khăn, và ở cái bản này thì chúng ta lại có một cái chúng ta hiểu nhầm nữa là chúng ta cố gắng cầm con thần đèn đi để cho nó khỏe. Thế nhưng mà đấy, khi các bạn mình nghĩ là các bạn đánh bằng con thần đèn này không ra mid thì các bạn chỉ khỏe được mấy trận đầu thôi, nó sẽ mất dần. Các bạn, cái lợi thế duy nhất của các bạn khi cầm một thần đèn này, các bạn đi được mắc tốc. Nhưng mà trong trường hợp nếu như các bạn không ăn được những cái bóc đủ khỏe thì nó sẽ là như thế nào? Cái vấn đề ở đây như mình nói đến ấy, là cái việc mà khi bạn từ thành này ra mid. Đây, ví dụ là chúng ta thấy rằng là trên đường chúng ta ra mid như này. Đây, và chúng ta nhìn thấy rằng trên đường chúng ta ra mid, ví dụ kể cả từ thành này lên đây. Đấy, và từ thành này ra đây chúng ta sẽ mất vào hai đây. Đấy, hai đây, đúng không ạ? Thì cái việc mà cầm với con thần đèn này không giúp bạn đi được trong một ngày. Đó, nó chỉ giúp bạn là có thể khả năng sẽ đánh thêm được một cái object nào đây, nhưng nó sẽ dẫn đến cái việc mà con bạn sẽ thọt dần theo thời gian. Vậy thì trong trường hợp mà các bạn không có bóc cơ bản là mid, ví dụ bóc một vài con 4 hoặc 5 dễ đánh, chỉ toàn con 6 7 bạn thí hết thần đèn để đổi. Ví dụ bạn thí đến 40 con thần đèn để đổi lấy ba con gấu áp rồi. Ba con gấu áp rồi. Thì nó có đáng hay không? Thực sự nó trong thời điểm đấy thì nó không đáng. Vì bóc gấu mình muốn ăn lúc nào cũng được, nếu là ở trên cái đường đi của mình muốn ăn lúc nào cũng được. Cái vấn đề là chúng ta giữ được 40 thần đèn đấy và cộng thêm ba gấu thì nó rất là khỏe, đúng không ạ? Đấy là cái vấn đề mà chúng ta, đây là ví dụ tinh thần. Thì cái thằng có 40 thần đèn, đây ví dụ 3 con tinh thần đi, 40 thần đèn là 3 con thần, nó sẽ mạnh hơn thằng đổi 40 con thần đèn để 3 con tinh thần. Vậy thì làm thế nào chúng ta giữ được cái lượng thần đèn để đánh? Và lĩnh thần này chúng ta phải mang theo Gremlin và Agoi. Mon 1 cộng Mon 2 cộng Mayzi cộng Mon 3, Mon 4. Đấy, chúng ta vẫn đảm bảo được cả hai ngày, chúng ta vẫn ra mid phòng ăn được những cái object quan trọng ở trên này. Đấy, thì chúng ta nên mang đi, nó chậm hơn tí nhưng nó sẽ là một cái bài chắc chắn và đảm bảo hơn, thay vì chúng ta chỉ mang 5 năm theo con thần đèn. Mỗi trận đánh, một trận đánh chúng ta sẽ phải mất từ 4 đến 5 con thần đèn. Vậy thì con số mà chúng ta ra mid với 60 con này bao nhiêu trận nếu hết, nếu kể cả chúng ta đánh nhà rồng. Đánh nhà rồng cái lượng mất 10 đến 15 con thần đèn là có thể xảy ra. Thế thì bao nhiêu trận, còn bao nhiêu trận nữa chúng ta sử dụng thần đèn? Nó cái bài mà chúng ta đang phí phạm con thần đèn vào những cái mục tiêu mà chúng ta nghĩ rằng là chỉ cần đi nhanh hơn mấy bước chân là chúng ta sẽ lấy được. Nhưng đôi khi nó không có được, khiến các bạn thọt là thọt hẳn luôn. Nếu như ừ thì nó là bài mạnh thì nó không ra, nhưng mà nếu bạn yếu một tí thì đến 1, 3, 5 các bạn gõ lệnh GG. Vì sao? Nó làm gì còn thịt mà đánh à? Làm gì còn thịt đánh, đánh cái nhà rồng nó cho bạn cái mũ level 50 thì không nói, nó còn tạm tạm thì còn dùng được gọi thần, nhưng mà ví dụ mà không có chỉ số bạn sẽ chả gọi thần, chả để làm gì, chả để làm cái gì nữa. Đấy, thì giải quyết vấn đề là gì? Giải quyết triệt để cái vấn đề mà hên xui này thì chúng ta buộc mang theo những con những cái bóc này, xử lý những cái bóc này mang theo để hỗ trợ chúng ta đánh mở đường. Đây, con này có thể là Gremlin này. Đấy, 110 Gremlin này. Đấy, con này có thể là Golem này. Mayzi này, đấy thấy chưa? Ta có khá nhiều bóc Mayzi. Nếu mà ở trong cái lát này thường chúng ta có một bóc Mayzi đã giúp hỗ trợ rất nhiều rồi. Đấy. Đấy, chúng ta có hai bóc Kagoi, hai bóc Golem, ok. Bóc ngoài xa mình bỏ qua đi. Còn những cái bóc như này bỏ qua đi, nó xa quá, khả năng scout được nó là rất là thấp. Rất là thấp luôn rồi, trận này thì thôi, bóc chán thì thôi rồi luôn. Đây là một trọng bài bóc chán này, là mình nói thẳng các bạn luôn. Bóc nằm thế này thì tôi đố các bạn scout được luôn ấy. Khi bạn đánh được cái nhà rồng này thì mới scout được này, mà khi bạn đánh nhà rồng rồi bạn cần quá gì cái bóc này nữa. Đấy, như vậy thì chúng ta đây chúng ta có 4 bóc, bao gồm 2 bóc Golem, 2 bóc Gremlin, 1 bóc Mayzi, 1 bóc Kagoi là có khả năng trong tầm đánh của bạn. Thế thôi hết, chả còn cái bóc nào nữa. Đây là cái bài mà bóc yếu ấy. Nhưng mà vấn đề là nếu với cái đạo quân này và thêm được thêm khoảng 3-40 con thần đèn nữa, các bạn có thể bằng cách mang thần đèn Mayzi này và một con Gargoyle nữa, chúng ta brick bằng Fog Field. Chúng ta brick bằng Fog Field, cần gì brick bằng ấy đâu.
con sơn bia đấy, thì chúng ta break một phiêu đỡ tốn mana hơn thay vì dùng trên đấy, đấy ưu thế con sơn bia. Chúng ta phải biết phát triển cái ưu thế con tướng phép, chứ đừng nghĩ khi bạn đánh sơn bia hay có suy nghĩ là sơn bia là có trên hay tinh, thì chúng ta chỉ dính mỗi trên tinh thì nó không phải là lựa chọn mà duy nhất của con sơn bia. Trên hai tinh chỉ là cái bài mà mạnh nhất của nó và nó thoải mái mana nó, thế không thì chúng ta sẽ up con này lên đấy, đơn giản này thôi. Đây chúng ta sẽ nhìn thấy rằng cái việc mà con này nó có thần đèn đấy, có thần đèn đấy, có gremlin, có mây gì đấy, thì chúng ta chỉ cần ví dụ nhá, bây giờ chúng ta lên đất đi, đẩy cho lên level, và thường là cái đến cái tầm 126 chúng ta 125 126 chúng ta sẽ có khoảng 15 đến 16 level. Và đặc biệt con sơn bia tôi từng đánh phép nhiều, nó thấy gì đánh đến nên có khi còn cao hơn. Đây, chúng ta cần đất. Đấy, các bạn thấy không? Cái thành này đất là một vấn đề đấy. Nên là bạn phải mua đất ở trên thành chim lửa, mà chính vì thế mà cái việc phải mua đất thành chim lửa sẽ dẫn đến chuyện mà góc 10 giờ là góc và chúng ta nên tránh. Đây, thấy rằng là hiện tại cái mana của chúng ta đang ít một tí. Thì chúng ta thấy rằng là đôi khi chúng ta vẫn phải đánh cho lên level và ăn được một số cái chỉ số power của knowledge ở trong này. Đấy thì chúng ta sẽ có thêm cái knowledge. Bài này thì chúng ta không có đồ tăng chỉ số đây thì phải. Thì nếu trong hợp power thấp thì vấn đề là với mana này con Sumia có thể dùng cách là brick bằng phốc phiêu. Ví dụ như con Naga này, đây ví dụ con Naga lại cũng là một cách mà các bạn có thể dùng được. Không có phép quên ăn cái bóc ấy đó, ăn bóc phép á, thì cái việc mà dùng phốc phiêu cũng là một cách mà để chúng ta chơi đối với con sun bia này. Nó vẫn là đời cơ bản, nó vẫn tương phép đấy, trong đủ bao chúng ta vẫn break phốc phiêu được không mà, đúng không ạ? Ở đây chúng ta không có phép gì để hỗ trợ cho cung nhỉ, hình như không có phép gì để hỗ trợ cho cung. Đấy, chúng ta đóng cái phốc phiêu và ta bút con gremlin này lên, để con gremlin nó cần phốc phiêu hơn. Vì sao? Thì bởi vì nó là quân có ít tên, thế nên phốc phiêu đánh càng khỏe càng tốt, chúng ta nhường lượt. Đấy, đây thấy rằng là 2-4 con này, đấy, xử con này có lẽ hợp lý hơn này. Bây giờ chúng ta tiếp tục bút con gremlin. Đấy, đấy, bây giờ nó được cái skin đấy rồi. Đấy, thấy rất là đơn giản đúng không ạ? Nhường hết bút của chúng ta, nhường thôi. Đấy, thì đây như này. Đấy, thế thôi, đơn giản vậy thôi. Đấy, nó vẫn làm con tướng phép, nó vẫn có thể dùng cái trò này đối với bọn này được. Thế đơn giản không? Đơn giản, easy. Đấy thì mất chỉ có 40 mana, cần gì đâu, 100 xuống 40 mana chúng ta đủ brick rồi. Trong trường hợp mà nếu chúng ta yếu power quá, các bạn phải nhìn nhận là con Sumia này con brick rất là dễ. Chúng ta đừng bao giờ áp đặt cái chuyện mà chúng ta phải dùng chain lighting để chúng ta brick. Chúng ta vẫn có thể dùng phốc phiêu. Thế cho trong trường hợp mà tôi thấy nhiều bạn là nhiều trường hợp mà một số ngay cả một anh em ngày trước quên mất là con phốc Sumia tướng phép cứ phải brick bằng power, nó chỉ cần 10 mana nó đủ brick rồi. Mà anh em cứ phải cày cật để tìm bao, không có bao anh em đi nhặt bóc. Thật ra nó không cần nhiều, thì hai bóc gremlin với cả mấy con thần đèn nhặt đây nó đủ brick rồi, là nó đủ brick rồi. Cho nên là con sơn bia là cách đánh đơn giản nhất đối với cái thành này. Tất nhiên nó sẽ tồn tại một điểm mà ma, nếu các bạn đánh mana mà không có đủ cát mana thì các bạn chỉ đánh được 12 trận nó hết lực thôi. Thì cái thời điểm mà các bạn từ đây các bạn đi ra mid thì các bạn có thể nhặt được những đồ này, không thì các bạn phi thẳng ra mid với những đồ giá trị. Vì con sơn bia này cần đầu tiên chưa phải là bóc, nó cần là những cái object mà nó có thể đánh được và tăng giá trị. Ví dụ như cái này, đây mình nói thẳng luôn là cái việc mà với con sơn bia thì những cái này rất là mạnh, thì anh em chỉ cần tập trung vào đánh những cái này thôi. Nó không cần thiết là anh em phải uh,
Đây, những cái mục tiêu như này, anh em chỉ cần đánh những cái bóc này thôi. Đấy. Là hết cái đây tập trung vào đánh những cái đơn giản này thôi. Đấy, hoặc là con này, nếu cảm giác con này khó đánh con này. Đó. Cái tờ đo, tờ đo fly đúng không nhỉ? Thì chúng ta tập trung vào những mục tiêu đó, đó là những cái mục tiêu của con Sunmia. Tại sao nó diễn con Sunmia? Vì nó là cái con mà anh em hay bị hiểu lầm cách chơi của con này. Anh em nhiều khi anh em đánh cái con Sunmia nó chưa phát huy được toàn diện sức mạnh con này. Nó không phải là một tướng trên lighting mà nó đơn giản chỉ là một tướng phép thôi. Cũng đã chỉ cần nghĩ thế đã giúp cho anh em đánh khỏe rất nhiều rồi. Đấy, những cái này mà trên đường Zambit anh em đánh được cái này chẳng hạn này. Đấy, nó đơn giản. Này thì trên thế thôi, có gì đâu. Này thì trên đấy. Đơn giản vậy thôi. Thế thôi, anh em có 3 vòng vòng chỉ số đây, 3 này. Đấy thấy chưa? Trên đường ra biết anh em đánh con vịt này gì? Ủa là ý gì? Chạy làm được kiếm thiên thần. Đấy, thế thôi. Đấy. Ta thấy rằng là chúng ta làm một trên cho con dưới này trước. Đấy, ông ta vào đây. Con này chạy lượng nhiều lượng hay chạy vào đây gạn thế ví dụ đấy bắn gỡ luôn đấy, đấy làm phóc phiêu vào mười con này đi luôn này chứ còn cái gì nữa đấy lại bút tiếp lên đấy frenzy mười con này mũi này đấy bút tiếp lên này tám con đi luôn này này đấy thế thôi đấy. Làm cái phóc phiêu chưa yên tâm thế thôi. Này, này, quýt. Đó, thế chúng ta có cái kiếm thiên thần cực kỳ dễ. Với cái bóc mà chúng ta có rất là ít bóc, bóc ít mấy con Sunmia cũng đánh được. Nó easy, easy. Easy. Đúng không ạ? Cái vấn đề của nó là chỉ mana thôi, nhưng mà hôm nay chúng ta có cái giá lấy được. Ví dụ lấy kiếm thần chúng ta lại về ngủ. Về ngủ thêm mai chúng ta một mả mana này còn gì, sợ cái gì, bây giờ chúng ta đánh nhòe. À, ngỗng nghiếc cái tầm ấy nhìn thấy hết rồi ví dụ thế chỉ cần tách tay thôi chả cần tách gì nhiều đâu ra ra mít chúng ta lấy cái này bộ tài nguyên trên đường thích cái lấy luôn con ngỗng đây lấy con ngỗng xong đo bây giờ có mana đánh con này tốt 14 pao đập con này như con easy không để cách phát triển con tị Sunmia chúng ta không nhất thiết là phải dùng trên lighting chúng ta có thể dùng phốc phiêu kết hợp với 200 gremlin đó với trong trường hợp chúng ta nhặt được 2 bóc 200 gremlin chúng ta việc nghĩ chúng ta đầu tiên là nhặt bóc thần đèn xong đi brick luôn nhặt cái đèn cổ chúng ta brick luôn đài Sunmia là như vậy nó là một cách mà những người chịu dây sẽ dễ quay lại với cái bài chơi khó nhưng mình nói rồi con đê làm tướng rất là mạnh vì lết mà cái bài này cái bài build khó thì con đê làm nhưng phê la thì thường nó sẽ có xu hướng nó giạt sang một side để sinh tồn và đối lượng quân đủ khỏe để có thể là đánh về cuối không cần phải mạnh hơn đối phương thường là chúng ta muốn thắng chúng ta phải lấy được quân mạnh hơn đối phương nhưng mà con Nela thì nó không cần thiết cũng mạnh hơn luôn kém hơn một chút xíu thôi cũng vẫn được và quan trọng là nó ra mít là ăn cố gắng ăn chỉ số này để đẩy cái giáp lên và càng nhiều giáp càng tốt và đặc biệt với con tướng có kỹ năng đặc biệt như Mephala và Nela chúng ta không được bỏ bất cứ một trận đánh nào bất kể lên được bao nhiêu kinh nghiệm nhưng nó tích tiểu thành lại chỉ cần lên thêm một level nó đã là khỏe cực kỳ khỏe rồi và chúng ta nếu quick combat được chúng ta quick combat còn không thì chúng ta điều khiển cố gắng điều khiển nhanh để nhanh bởi vì nếu mà trong cái trường hợp mà đến cuối game ấy khi mới tuần mà chúng ta định xác định để ra chúng ta không đánh nữa vì khi chúng ta ăn những cái friendly flag như này thì chúng ta sẽ tập trung vào còn lại thì chúng ta sẽ tập trung vào mục tiêu chính là chúng ta nâng level cho tướng và ngoài ra thì ăn thêm được bóc khỏe và cố gắng là một power stack càng khỏe có tướng luyện giáp thì nên có một power stack thì còn khỏe đứng góc và như vậy thì chúng ta sẽ có một cái bảo hiểm để đánh mid và đánh cái side zone thay vì cái việc mà nhiều cọc quá rồi cùng con nào cũng bị ăn đấm thì nó khó nên tập trung vào một stack thôi thì con Nela là con lựa chọn để các bạn có thể là build con thần đèn build thần đèn bằng Nela cũng là một cách cũng khá là ổn lựa chọn bài dễ một tướng khỏe nó là cách mà chúng ta biến cái bài không thể thành có thể và chúng ta sẽ lựa chọn để mà đưa ra cái phương án tối ưu cho thành Titan thì chúng ta sẽ nhắm vào mục tiêu ví dụ như mỏ thần đèn này là cái dễ build nhất ngày xưa thì nó không phải quá mạnh nhưng đến bây giờ thì nó là cái bài mà ổn nhất của thành Titan đến hiện tại là thế bài thần đèn là bài chúng ta hay dùng tất nhiên là
nói về thành Titan thì cái bài thần đèn nó vẫn không mạnh bằng bài con Xuân Mia đấy, mình dám khẳng định luôn đối với những người mới chơi. Thì cái bài Xuân Mia chúng ta chỉ cần cái vấn đề ở đây là chúng ta sử dụng sai cách con Xuân Mia thôi. Và chúng ta nếu như chúng ta hiểu được rằng con Xuân Mia có tướng phép có chiến lai tinh thì loại khác của con tướng chúng ta hiểu rằng nó chỉ có tướng có chiến lai tinh, thì chúng ta không phát huy toàn diện sức mạnh của Xuân Mia, chúng ta cứ giật đùng đùng đến lúc có trường hợp mà nó tách ít quá giật kiểu gì. Đấy, chúng ta sẽ có những option mà chúng ta tăng được cái knowledge, như ví dụ như cái vòng này và chúng ta tăng chỉ số lên trước rồi bao số thì dùng bao chúng ta đấm thì rất là dễ. Và chúng ta càng mang ít quân thì quân nó tách nhiều chúng ta dùng trên càng thích, chứ đừng có mang một mã quân xong rồi nó không tách ra thì nó chập hai con chúng ta không trên đâu thì rất là yếu. Đấy là cách phát triển của thành Titan. Bây giờ nó phát triển như thế nào chúng ta thì vẫn phải quay về với cách build. Bởi cái vết con Sumia thì mình thời gian nói nhiều đó, bởi vì là thành Titan thì đối với mình bây giờ danh cấp thì cái đấy lựa chọn nó vẫn là ưu tiên hàng đầu. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái bài phát triển, cái định hướng bài phát triển của thành Titan nó sẽ như thế nào. Đầu tiên chúng ta phải nói định hướng về hướng đi thì chúng ta phải ưu tiên đấy thành chính, và sau đó thì lên được thành này lấy đất là cái ưu tiên hàng đầu của cái tướng thành này. Bạn phải lấy được đất để đảm bảo cho bạn là cái bài là không bị thọt. Nếu như bạn có logic mà không đất nó sẽ thọt, logic sẽ cần hơn bắt đầu khi thời điểm chúng ta break ra mid là tuần 1 3x. Còn nếu như mà đất lên sớm có đất rồi nhá thì bạn có thể lên logic được, nhưng mà tốt nhất là mình khuyên bạn vẫn cứ lên giữ advent đất trước đã xong rồi mới logic. Thật sự là cái đất đó lại cần thiết hơn cái logistic cần về sau, nhưng đấy trong trường hợp chúng ta có đất rồi, chứ còn nếu không có đất thì con tướng chúng ta vứt hoàn toàn luôn. Đấy, thì chúng ta phải lấy đất trước, ưu tiên đến đất trước, gió tự lên, gió tướng thành này tự lên gió rất là dễ. Và sau khi chúng ta lấy thành này, chúng ta xác định là trên đường đi chúng ta quay trở lại là chúng ta phải biết là cái ưu tiên đầu tiên là chúng ta phải ăn cái bóc cơ bản. Bóc cơ bản nó là bóc lúc nãy có cái bóc Gremlin đây này. Đó, cái bóc cơ bản. Và ở thành này còn một cái điểm dị nữa mà mình muốn nói với anh em, mà thành này có con Enchanter nhé. Có cái mỏ Enchanter trong thành này. Những cái mỏ mà đánh nhảy cho Enchanter này. Đấy, thì các bạn phải hiểu rằng là trong một cái bài nào đó mà chúng ta có thể dùng Enchanter đánh, nhưng mà thực sự mình khuyên các anh em không nên lắm, bởi vì là nó không phải quá mạnh nhưng nó lại chúng khiến chúng ta mất nhiều tiền, mà chưa kể bị trừ moral rồi trừ nước đi, rồi chúng ta buộc phải dùng fly khi kể cả khi chúng ta đi ở trên cái đất của chúng ta. Cho nên là đây là cái bài mà gọi là có thể dùng được, nhưng thường thì chúng ta sẽ không dùng cái bài này. Đấy, nó không phải bài quá hay để chúng ta có thể chơi được. Cho nên khuyên anh em bỏ qua cái bài này đi. Đấy, đây cũng là một cái cách mà chúng ta có thể dùng, nhưng mà nó không nhiều đâu, mà chỉ cầm theo con này nó củ cắt phép thôi. Con này Enchanter là cắt phép mạnh hơn con thần đèn, nhưng mà thôi bỏ đi, chúng ta cũng chả để làm gì được. Mấy con này cũng chả để làm gì đâu, nó là một cái bài, nhưng mà nó là một cái bài mà dùng con này có thể búp cho con thần đèn đấy, trong trường hợp mà búp một số phép mạnh hoặc là slow các thứ tinh. Nhưng mà nó thật ra là nó một cái bài mà rất là buồn cười, nó bài trôn thôi, chứ còn nó không phải là chính đâu. Trong ngày xưa thì có một số bản nó cho test cái con Dragon thì bạn dùng cái này thôi, còn bây giờ thì chúng ta không dùng cái này lắm, mà tốt nhất là không nên dùng. Con này thì nó tác dụng như là đầu trận anh em biết rồi, nó sẽ cắt một phép random. Đấy, nó sẽ cắt random một phép thôi. Đấy, bây giờ nó cắt phép đấy, thì bây giờ nó sẽ đứng đây con này. Đây, bốn. Đấy, bây giờ nó đến sát đấy, sợ không? Đấy, cái Moran này coi như kịch rồi đấy, hỏng rồi này. Đấy, cái vấn đề là khi chúng ta mang theo con đó thì chúng ta sẽ có những cái xác suất mà ví dụ như chúng ta ấy, từ đầu chúng ta phải đánh như này mới là hợp lý. Đấy. Nếu mà thế thì coi như phải là mất một con không, thì chúng ta sẽ phải đứng nhảy và chúng ta dùng phóc phiêu hai lần, nó không cần thiết lắm. Đó, thì như này để chúng ta giữ một con cắt phép này thôi. Thực sự nếu không lên Moran thì vẫn có thể dùng được, nhưng nó không hay lắm, mình nghĩ các bạn là không hay lắm. Nói chung là không nên lạm dụng những cái bài mà nó không phải bài chính thống này, nó chỉ là một bài nào đó chúng ta nghịch ngợm, mà đôi khi nó mang lại những cái lợi ích nó vô cùng giá trị, nhưng đôi khi nó cũng là những cái lợi ích mà nó không hề giá trị chút nào. Đó.
Và chúng ta phải thậm chí khi tốn nhiều mana hơn để bảo vệ con này. Đấy. Đấy cũng là một cách thôi. Cách để anh em có thể gọi là tận hưởng hết những cái gì mà cái duel nó mang lại cho anh em. Đôi khi là chỉ là một cái thế thôi. Đấy cũng là một cách. Anh Hunter nó búp được mấy cái Hunter Blast và cái slow cũng kinh. Nói chung là trong trường hợp đấy có thể sử dụng, nhưng mà mình khuyên anh em không nên dùng và tập trung vào những quân thành của mình. Đó, thì nó sẽ hay hơn. Về cách build thì khi anh em cắm mỏ thì mình cũng nói lướt qua số lượng mỏ. Naga Bank thì như là Naga hình như là có 6 mỏ, 5 hay 6 mỏ. Naga thì cũng lâu lắm không build rồi, không nhiều số mỏ, nhưng đại khái là số mỏ Naga cũng khá nhiều. Bởi vì con Naga nó thọt một cái là nó còn chạy bộ. Quân hình như nó được ưu ái tận 6 mỏ hay sao, mặc dù nó là quân một trong những con mon 6 mạnh nhất, nhưng mà nó được ưu ái 6 mỏ. Bởi vì thứ nhất là nó cho nhiều, anh em cũng có mua hết đâu. Nếu anh em build độc Titan hay Naga không, anh em còn may ra lấy hết được. Chứ bảo anh build Titan thì chẳng bao giờ anh em mua hết được hai con này. Có khi cứ nhặt mỏ mấy lần để anh em đấy đánh thôi đã trả đủ tiền lấy Titan rồi. Chừng nói là lấy Titan thì lại còn xác định là không thể nào mà lấy được Naga. Là vì cái Naga này nó, cái Titan nó là hai cái con mon 6 mon 7 đắt nhất ở trong cái Heroes này. Ở trong tất cả thành thì nó là mon 6 cộng với mon 7 đắt nhất. Titan 5000 thì con này 1600. Đắt hơn ngựa ma 1500, các bạn thấy không? Đánh nhà rồng rồi bây giờ quay đi quay lại lại không có tiền lấy. Đấy. Mới chỉ có lấy có mấy con thôi. Đấy, và giờ chúng ta còn một mỏ nữa, nếu mình không lầm thì có 6 mỏ tất cả. À, đây đúng rồi, 6 mỏ. Mặc dù nó quân rất mạnh nhưng mà nó chỉ được cho tận 6 mỏ, trong khi một số quân khác chỉ được có 4 mỏ, thậm chí 5 mỏ. Vịt có chim sét giờ còn có 4 mỏ. Cày một con mon 5 được 4 mỏ khi mon 6 được tận 6 mỏ. Thì còn Titan thì chúng ta có 3 mỏ. Hôm trước chúng mình nhận định là Titan là quân mạnh số xếp hàng thứ hai, là chỉ cho có 3 mỏ thôi. Còn lại xếp vào hạng nhất thì có gấu với thiên thần chỉ có 2 mỏ. Rồi ngày xưa gấu cũng có 3 mỏ nhưng về sau thế nào gấu bố lại đem mất 1 mỏ rồi. Giờ chúng ta chỉ còn lại 32 mỏ gấu, còn Titan thì may quá vẫn giữ nguyên 3 mỏ. Nhưng vấn đề là chúng ta có, nếu tiện đường ta đánh con Titan là lấy quân để chúng ta đánh thôi, chứ còn nếu để build Titan thì nó bài rất là nhỏ. Và yêu cầu các bạn phải trình độ cao. Và mình nghĩ là tầm trên 300 trở lên chúng ta mới khả năng build Titan một cách chân chu được. Đấy thì mình khuyên các bạn là đánh cái thành này thì các bạn có thể cân nhắc. Đầu tiên là đánh con dễ trước, là con Solmia cho quen, sau đó chúng ta sẽ trên ninh dần để chúng ta quen với tốc độ build của thằng này. Khi có Solmia nó giúp cho các bạn đánh map nhanh hơn. Thì đối với những người chơi dễ thì sẽ đánh map nhanh hơn để các bạn có thể là ăn được tài nguyên, ăn được những cái nhà chỉ số để chúng ta ăn được Naga Bank, và sau đó chúng ta chuyển sang đến con khó. Và sau khi đánh con khó xong, chúng ta cuối cùng chúng ta mới đánh Pháp Nơ, thì chúng ta sau khi chúng ta đánh con khó và đánh Naga Bank, chúng ta sẽ thấy rằng khi Naga Bank đánh chúng ta thì chúng ta phải loát lại khi nào mà chúng ta cảm giác đứng vị trí như nào nó hợp lý mà không bị Naga Bank nó đánh rồi. Chúng ta chậm thể toàn tí thì khi đánh đến con Pháp Nơ chúng ta thấy rằng nó quên đánh Naga Bank nó lại dễ rồi. Thì chúng ta mới thấy được sức mạnh của Naga, con Pháp Nơ. Nhưng mà bây giờ chúng ta cứ đánh con kia xong rồi khó chúng ta bỏ qua thì chúng ta sẽ không bao giờ hiểu vì sao Pháp Nơ nó build lại dễ. Đấy, thì chúng ta có biết bài như vậy. Thì ta là thành mà mình cần phải nói kỹ về nó, không phải thành yếu, nó cũng như dòng vàng. Dòng vàng thực chất không phải thành yếu, nhưng cái mức độ khó chơi thành này khiến chúng ta phải ban nó đi. Nó bị nếp đi. Những thành mà mạnh thì người ta nếp, chứ còn những thành yếu người ta không nếp. Người ta thậm chí còn bonus thêm cho nó để cho đánh. Đấy, thì cái thành Titan này là một thành mà nó bị nếp đi, bởi vì là cái khả năng build Titan nó tốn kém quá nhiều, và cái việc mà sóc con Titan chữ up ra thì nó vô nghĩa. Nó vô nghĩa, chả góp ích gì trong việc brick con Titan chữ up cả. Thậm chí là có khi thọt luôn Titan, build xong rồi không quân, đánh cho chết hết Titan rồi cùng kiểm tra thấy rằng build nó vô nghĩa quá mà vẫn khiến chúng ta chậm cái tempo của chúng ta brick. Thì chúng ta phải cân nhắc cái việc của build con Titan. Con Naga thì vẫn được dùng như bài cũ thôi, nhưng mà build Naga bây giờ mình vẫn chỉ build 2. So với build 3 thì build 3 thần đèn nó hay hơn là build 2 Naga. Nó hay hơn, còn mạnh hay không thì mình chưa dám nói, mình chưa dám chắc được cái gì mạnh hơn. Thì cái bài, bởi vì thần đèn nó còn có 6 cái đèn thần này nữa này, thì các bạn có thể lấy từ 4 đến 7 con thần đèn, thì có khoảng 40 con thần đèn thôi. Thì các bạn thấy rằng là bài thần đèn tự nhiên là bản này nó trở thành cái cứu cánh mà nó ổn nhất dành cho thành Titan. Nhưng còn như bản trước thì nhiều khi cái thần đèn nó chỉ là lựa chọn thứ 3 thôi. Đấy, thì các bạn thấy rằng là việc mỏ rất nhiều. Cái vấn đề là mỏ rất nhiều, chúng ta chỉ cần build được hai cái double build thì chúng ta rất là khỏe rồi. Nếu triple build càng khỏe.
Nếu mà triple build chúng ta có khả năng đạt được đến 80 90 con thần đàn, 80 90 con thần đàn tùy theo số lượng mà trong ngày chúng ta lấy được, và chúng ta bao nhiêu mỏ và cái con này chúng ta lấy được bao nhiêu thì sẽ tầm được 80 90 con, nó bài rất là khỏe. Để thay thế cho ấy thì anh em lưu ý cái bài build thần đàn nhá. Nếu mà chúng ta đánh những con thực chiến đánh Sumia, chúng ta không quá nặng build thần đàn đâu, nhưng mà build được thì cũng tốt. Nhưng mà Sumia con tướng có lợi trên Lightning thì chúng ta cố gắng brick vào tầm 126, 127 là đẹp nhất, để chúng ta lấy cái tham binh lợi hơn trước người ta 2 ngày chúng ta ra mid. Chúng ta ăn chỉ số, bởi vì cái việc mà khi chúng ta ra mid chúng ta ăn chỉ số mất khoảng 1 đến 2 ngày sẽ là cái thời điểm mà để gỡ lại cái thời điểm. Và mình chúng ta nhanh hơn đối phương, tức là khi mà cả hai cùng về cái thời ngày ngủ và 1-3-1 chẳng hạn thì Sumia đội có chỉ số rất là ao, quy rằng quân ít nhưng chỉ số rất là ao, để chúng ta có thể thấy tạo được mối đe dọa cho họ bằng power cho bằng quân, thì chúng ta có thể ra tranh mid để build. Và chắc chắn khi chúng ta ra mid rồi, đối phương thấy chúng ta power to quá thì chúng ta đối phương nên phải quay về nếu chúng ta không có đồ chơi. Và một cái nhược điểm khi bạn đánh Sumia là các bạn thấy sách gió không thèm nhặt, bạn nghĩ trên Lightning rồi, nhưng cái vấn đề là nếu đối phương cap protect thì các bạn làm gì? Câu hỏi được ra là khi các bạn không dùng ở trên thì con Sumia còn cái giá trị gì ở chơi. Thế nên là chúng ta thấy xích gió chúng ta vẫn phải đánh, nó là cái đầu tiên chúng ta phải đánh bất kể đối với con tướng nào. Xích gió nếu đánh được phải đánh ngay, bởi vì nó có mang lại rất nhiều lợi ích. Thứ nhất là các bạn có thể trên để thủ mid, có thể đẩy, có thể thủ toàn diện. Thứ hai là nó có thể gọi giúp bạn gọi thần gió để bạn đánh nhà rồng, trong trường hợp quân bạn yếu bạn thể gọi thần gió là farm mid và cái xếp những quân chính lại còn chỉ gọi thần gió là chịu đam mà đánh đấm thôi. Với con Sumia thì power lên sẵn khá cao, chuyên là gọi thần gió rất là khỏe, với việc thần gió nó có thể cầm ít naga banh mấy ít quân này nó vào đánh nhà rồng, ok xong gọi thần gió ra sóc con rồng thế thôi, đơn giản vậy thôi. Còn với những con kia thì bạn phải cầm theo golem, cầm theo gargoyle, cầm theo mezi, thậm chí là cầm theo cả gremlin. Mỗi cái số gremlin này vào cho rồng chắc thổi một phát thì đi, một turn thì đi. Cho nên cuối cùng là vẫn cứ phải gọi thần gió ra, vì là bạn muốn giữ quân chủ lực thì bạn buộc phải lấy về những quân này, không chịu được nổi một hit đâu. Còn gargoyle với con golem thì trâu hơn tí, chỉ được 2-3 turn. Nhưng còn nếu mà có golem thì chúng ta nghĩ rằng sẽ có giá trị nhiều hơn ở trong combat cuối. Nó là quân mà giúp chúng ta tránh được cái việc mà bị ăn phép turn cuối để mà chúng ta có tham chúng ta gọi thần gió ra. Con golem là con vẫn có thể dùng được, mặc dù nó không phải là con khó mạnh, bởi vì nó là cái vấn đề nó là sinh vật không sống nên nó không thể xác được. Đấy thì chúng ta phải hình dung là cái thành Titan này bây giờ mục tiêu ở side zone ở bên BME nó quá nhiều, mục tiêu lớn và nặng. Nó nặng là bởi vì là cái Naga Bank nó buộc phải đánh để nó ví dụ như là mình nói này. Các bạn hiểu là trong cái thành khác để mà view quân chủ lực ý, thì chúng ta ở bản này nó thêm một mỏ lùn và một mỏ visa. Thì nếu trên đường đi chúng ta đánh như này là có khả năng để single build tuần 2. Và bây giờ chúng ta không quá nặng nữa và chúng ta lấy một cái tempo và chúng ta single build. Và chúng ta sang ra mid với common 7 thì nó dễ chịu hơn là phải cố double build, sau đó chúng ta sẽ thọt. Có khả năng cao sẽ bị thọt nếu chúng ta cố đắp vào build một cái mon mà sử dụng tài nguyên quá lớn. Thì chúng ta chỉ cần đánh banh này để lấy kinh nghiệm là chúng ta có đủ tiền này. Sau đó chúng ta đánh Cyclops thì chúng ta vẫn có khả năng đủ tài nguyên chúng ta đánh đối với những thành khác. Và Naga banh thì chúng ta đánh để cải thiện thêm tiền để ra mid thôi. Nhưng cái thành này đánh Naga banh để lấy tiền mua quân và lấy game để mua xây quân. Thế cho nên là cái lợi ích từ cái Naga banh này là chúng ta mất này. Thế cho nên là khi bước sang cái tuần 3, chúng ta buộc phải tính một cách khác để lấy tiền, sóc con Naga ra để, hoặc sóc con Nitan ra để đi đánh tiếp thì bài toán để upgrade quân đấy. Thì nó là cái bài toán rất là khó giải quyết. Và nếu chúng ta mà xây quân xong tuần 2 1 hạ x 1 3 x chúng ta không up được quân lên, để chúng ta biết thì cái công sức chúng ta build có thể là cảm giác nó sẽ mất đi. Thì cái bài này là chúng ta buộc phải tận dụng triệt để những cái mỏ như này, những cái banh như này. Sau khi đánh triệt để những cái banh, ví dụ như là trên đường đi chúng ta thấy những banh đấy, những cái mỏ thần đèn là chúng ta trên đường đi này đấy, và ăn những cái như thế này, những cái như thế này và những cái như này chúng ta dư rất là khó. Vì sau khi đánh này chúng ta có lượng thần đèn khỏe xong thì chúng ta dùng thần đèn và những con mezi, những con tốc cao để chúng ta tập trung vào đập Naga Bank và xác định là có thể mất vài gargoyle, không thể giữ được gargoyle, mặc dù gargoyle là quân speed tốt và chúng ta đáng lẽ phải giữ nhiều, thì nhưng mà chúng ta buộc phải thí đây, chúng ta muốn build chủ lực thì cái việc mà chúng ta phải ăn Naga Bank sớm để chúng ta tổng kết được cái lượng tiền và cái lượng game. Cái thành này nó nặng game, thế cho nên là nếu chúng ta không đánh Naga Bank sớm trước 125 đến 126
ít nhất phải đánh được 1-2 cái chúng ta dự đoán được cái lượng game chúng ta có để chúng ta build đến mức nào thì chúng ta sẽ phí công để đẩy con Titan quá sớm mà trong đó chúng ta thọt mất. Thì chúng ta cần phải cân nhắc rất là kỹ, thế nên là khuyên các bạn là khi đánh các đánh này, tất cả những mục tiêu trên đường đi các bạn nên đánh, tất cả những cái mục tiêu trên đường đi chính gần tường các bạn không nên bỏ, kể cả là bạn về đây xác định từ đầu luôn, đừng để một ngày đi mà hai ngày cũng về. Hai ngày đi tức là bạn có gì ăn thì nó rất đẹp, còn nếu một ngày đi không thì cái đường quá xấu, với bạn phải chạy bộ một đường đến đây để lấy thành này luôn thì nó là đường xấu như mình nói rồi. Và sẽ có tham minh ở một đây. Đây, 114 116 thậm chí đây là 121. Đấy, sau khi từ đây chúng ta quay về thành là có thể là đến 125. Bởi vì có quá nhiều mục tiêu chúng ta đánh từ 124 đến 125, đấy là trường hợp mà xấu, còn không thì 123 chúng ta là về nơi rồi. Đấy. Thì sau khi về đây xong chúng ta đánh vòng đây nữa là 127 là chúng ta hết mục tiêu, còn lại là cái chỗ này thì trên đường đây chúng ta đã scout rồi, thì đây là cái chu kỳ mà chúng ta đi để trọn vẹn được toàn bộ những cái object trên này, thì chúng ta xác định là mất 2 ngày, không bao giờ chúng ta đi cố tham đấy trong một ngày được. Khi chúng ta quá tham 127 chúng ta về đây thì cái việc mà build triple build là rất là khó. 116 tham đây chúng ta phải cố về đây 117 chúng ta lấy đất lấy gió đây, chúng ta quay ngược về đây là 121, sau đó chúng ta đi lên đây là 123 để chúng ta build con thần đèn. Sau đó chúng ta bỏ quá nhiều object, ví dụ như này chúng ta bỏ hết thì về đây rồi chúng ta lấy cái gì ra mà build, đúng không ạ? Chúng ta phải xác định là về đây là 127 là chúng ta để lấy thành, chúng ta có thể xây chợ đầu 131, chúng ta bắt đầu phi ra mít là chúng ta có chợ 1 2 3 4 5 ở dưới đất là 6 chợ để chúng ta tập trung vào, chúng ta đánh nhà rồng và build cái quân chủ lực cả mít ở trong cái tuần này. Ví dụ con thiên thần là tuần mà chúng ta có thể build được trong tuần 3, thậm chí một số pro bây giờ là người ta có thể xác định là nếu mà mít thiên thần có thể build luôn sẵn trong tuần 2 để lấy ra mít sớm vào 127 đối với một số con mà có thể là ví dụ nhặt được bóc cái ăn xin lam thì chúng ta nhặt được khỏe khoắn phải break vào 127 để lấy trước cái tiên cơ. Và khi đối phương là 131, ví dụ đối phương ở đây là 131 này, thì chúng ta là 127 nó ra mít trước và chúng ta cắm được đồ, cắm được thành mít để thủ thành, để giữ thành mít và cắm được một mỏ, chúng ta về đây lấy thiên thần để cầm tốc luôn thì rất là lợi để khách để phát triển thành vita. Nhưng chung quy là nó vẫn là thành khó chơi, thì hy vọng là anh em đánh cái thành này thì đừng nên bỏ cuộc sớm, chúng ta cần training đến mức độ. Cái nhược điểm lớn nhất của nó là khi đánh thành này thì khả năng là bạn sẽ hết tham rất là nhanh, bởi vì các bạn đánh quá nhiều banh về cái mức độ mà khó. Thì hy vọng là các bài giúp cho các bạn hình dung được là cách để phát triển thành Titan cơ bản, và nó không yếu như bạn nghĩ, mà chẳng qua là bài là khó quá khiến chúng ta đánh nó không được hoàn hảo, khiến cho cái bài là do chúng ta làm cái bài yếu đi. Thực sự phải nói là cái bài Titan ấy, nó nếu mà bài build nó không yếu, chứ không bài bóc thì có thể là yếu nha, bài bóc thì vẫn có thể là yếu nha, nhưng mà build của nó vì không giống những thành khác là tham minh là đi càng nhanh càng tốt, thì thành Titan đi càng chậm thì càng tốt. Thế cho nên là cái việc mà bạn cố gắng lên cái vấn đề nhược điểm nhất là khi đánh banh chúng ta phải liều, và chúng ta phải xác định là đánh banh nó ngốn rất nhiều thời gian, nên cho nên khi ra mid là chúng ta có khả năng là tham chúng ta về 0 phút 0 giây, thì sau đấy chúng ta buộc phải đánh nhanh để gỡ lại tham. Cái điều đấy là điều mà gần như chắc chắn sẽ xảy ra với thành Titan, mình khẳng định cái điều ấy luôn. Thì hy vọng cái bài này sẽ giúp ích cho anh em để anh em hình dung được là thành Titan nó cần cái phương án gì để phát triển BME, và những phương án nào để ra mid, và ra mid thì cần làm cái gì. Thì nó ra mid thì nó vẫn làm được như các thành khác thôi, mình bổ sung thêm cái bài của con Sumia và một số cái tham minh để anh em brick để ra mid, thì đúng cái tham minh lên thành Titan này cố gắng brick 127 thì nó sẽ là hợp lý nhất, bởi vì nó sẽ bù được cái ngày mà anh em bị nớp đi, vì quân của anh em sẽ yếu hơn quân các thành khác khi ra mid. Với những bài không build quân chủ lực thì hy vọng anh em sẽ đánh tốt với thành Titan này nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em ở video lần sau.